chương 962, huyết tẩy bốn vực, thần tứ bộ lạc, thần tứ thành, giang giật tại hồng vũ thành sự tình, vẻn vẹn ba ngày tiểu bị truyền về thần tứ bộ lạc, toàn bộ bộ lạc xôi trào, giang giật thế nhưng là bộ lạc đại danh nhân, tại rất nhiều trong lòng người giang giật cũng là bộ lạc người một nhà, có thể giết vào đông hoàng đại lục đã là không dễ, còn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Thần tứ bộ lạc cùng đông hoàng đại lục là đối địch, giang giật trước kia chưa đi đến nhập bộ lạc lúc, để ta phi cùng kiếm vô ảnh rất là mất mặt, bộ lạc rất nhiều người cũng âm thầm cảm thấy hưng phấn mừng rỡ, giờ phút này càng là tựa như thần tứ thiết đến, vô số trong thành trì đều vui mừng hớn hở, tựa như đánh thắng một trận. Sau đó tình báo truyền về, Vũ Gia Y Gia Dạ Gia Hiên Gia phái ra mấy trăm triệu đại quân đều không có tìm được giang giật về sau, trong bộ lạc náo nhiệt hơn, trong thành trì trong tử quán rượu đều đều bị uống cạn sạch, còn có rất nhiều con dân ở nhà ngày đêm cầu nguyện thần linh, thỉnh cầu phù hộ giang giật. Tại bộ lạc trong lòng người, Bọn hắn luôn cảm giác là bị Đông Hoàng Đại Lục vứt bỏ con dân, bị thế giới vứt bỏ đuổi tội nhân. Trong lòng bọn họ đối Đông Hoàng Đại Lục tràn đầy oán nghiệp, nhưng lại khát vọng trở lại Đông Hoàng Đại Lục đi, dù sao nơi đó là thiên tinh giới trung tâm, là thiên tinh giới phồn hoa nhất địa phương, tội đảo chỉ là một cái lớn chừng bàn tay địa phương nhỏ, là một cái đất lưu đầy. Không có người muốn được lưu vong, không có người muốn trở thành tội nhân, không có người nghĩ đời đời kiếp kiếp tại tội đảo tiếp tục ở lại, bị Đông Hoàng Đại Lục sở thoá khí. Sở dĩ tội đảo con dân trong nội tâm đều có một loại hy vọng xa vời, có một cái cường giả tuyệt thế mang theo bọn hắn giết vào Đông Hoàng Đại Lục, lật đổ Cửu Đế gia tộc thống trị, xưng bá Đông Hoàng Đại Lục, đem Cửu Đế gia tộc lưu vong đi tội đảo, bọn hắn trở thành thiên tinh giới chúa tể. Đương nhiên, tất cả mọi người tin tưởng đây là hy vọng xa vời, nếu như không có Cửu Long Chu Thần đại trận, không có vô tận biển sâu yêu tộc, tội đảo sớm đã bị san thành bình địa, càng chưa nói tới phản công, có thể kéo dài hơi tàn sống sót đã là vạn hạnh hôm nay tội đảo rốt cuộc xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài mặc dù giang giật cũng không thể nào mang theo bọn hắn giết vào đông hoàng đại lục đi nhưng giang giật làm được bọn hắn rất nhiều người suy nghĩ nhiều lại làm không được sự tình độc thân nhập đông hoàng đại lục một người cùng cửu đế gia tộc đối kháng tập sát vũ gia đệ nhất công tử công phá hồng vũ thành mang đi vũ gia tiểu thư điểm trọng yếu nhất hắn còn sống hắn còn sống loạn thế xuất anh hùng loạn thế cũng cần một cái anh hùng cho bọn hắn hy vọng không thể nghi ngờ Giang giật giờ phút này trở thành tội đảo ức vạn con dân trong lòng anh hùng. Tư đồ ngạo uống say, một người duy nhất uống một cái buổi chiều. Hoàng Phủ Kỳ say, cùng rất nhiều gia tộc tộc trưởng cùng uống đến linh đinh say mềm. Tư đồ nhất tiếu cười, Hoàng Phủ Đào Thiên xuất quan, còn có tư đồ nhất niệm bọn người toàn bộ tụ tập tại Giang Bảo bên trong, cùng một chỗ chúc mừng Giang giật đại thắng, là Giang giật cầu nguyện. Nam Cung khinh Linh khóc không ra tiếng, Phượng Loan Thanh Ngư khóc đến ruột gan đứt từng khúc, phân phỉ nước mắt đi không ngừng, tiền vạn quán ôm chiến vô song, hai người thỉnh thoảng khóc lớn, thỉnh thoảng cười to, tựa như hai người điên. Chiến vô song cũng quyết định lên đường, Giang giật nói qua hắn tại đại lục thân phận lộ ra ánh sáng ngày đó, liền là hắn lên đường ngày. Hắn gánh vác lấy chiến ra liệt tổ liệt tông kỳ vọng, hắn muốn đi Đông Hoàng Đại Lục tìm kiếm bọn hắn bản tộc. Giờ phút này Đông Hoàng Đại Lục tầm mắt mọi người đều bị Giang giật hấp dẫn, hắn tại tiền vạn quán bí mật an bài phía dưới, len lén lén lẻn vào Đông Hoàng Đại Lục, hẳn là rất an toàn. Ngao Lư cũng nhận được tin tức, nhưng hắn cũng không có nói cho Giang Tiểu Nô. Hỏa xà lam ngay tại trả lại trên đường, thiên thiên bệnh được cứu rồi, hắn rất vui mừng, cũng rất cảm kích, sở dĩ hắn không muốn để cho Giang giật sự tình quấy dày Giang Tiểu Nô tĩnh thu, hắn muốn toàn lực trợ giúp Giang Tiểu Nô tăng thực lực lên. Ai, huyền vũ cung nội cũng truyền tới thở dài một tiếng âm thanh, tiểu tử, yêu tộc thế yếu, ta không thể cùng cửu đế gia tộc đối kháng, nếu không yêu tộc sẽ muốn bị huyết tẩy, sở dĩ ta không giúp được ngươi cái gì ta cũng không thể ra mặt giúp ngươi, nếu không ngươi đem triệt để biến thành nhân tộc công địch, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi, cố gắng đạt được huyền thần cung đi, chỉ có đạt được huyền thần cung, ngươi mới chính thức có cùng cửu đế gia tộc đối kháng tiền vốn. Nửa tháng, vũ gia y ra dạ ra hiên kỹ xảo ước đại quân đem phía bắc mỗi một chỗ thổ địa đều đạp biến, không có bất kỳ cái gì manh mối, giang giật tựa như ở nhân gian bốc hơi, truy tra lục soát cũng tuyên bố thất bại. Y ra dạ ra hiên ra đã hạ lệnh ngừng tìm tòi, tìm nửa tháng không có nửa điểm manh mối, lao sư động chúng cũng không phải ba nhà chính mình sự tình, bọn hắn cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ. Phó hoàng cũng lặng yên hạ lệnh để bốn vực còn lại gia tộc ngừng lục soát. đương nhiên các đại thành trì vẫn là giới nghiêm, rất nhiều mật thám vẫn tại bốn phía tìm kiếm, vũ gia chính mình gia tộc đại quân còn tại bốn phía tìm kiếm, mặc kệ có thể hay không tìm được, việc này luôn không khả năng cứ tính như thế a. À. giang giật tại hôm nay cũng động, thời gian nửa tháng, thường thế hắn hoàn toàn bình phục thân thể quá tốt rồi, hắn dùng thần niệm dò xét phương viên ngàn vạn dặm, xác định lục soát lực độ nhỏ rất nhiều về sau, lấy ra đế cung dò xét một lần. Hắn phát hiện hồng sườn núi thương thế cũng kém không nhiều bình phục, bất quá hồng sườn núi bị hắn làm tàn phế, biến thành một tên phế nhân. Giờ khắc này ở đế cung trong một cái đại điện mặt mũi tràn đầy ảm đạm ngồi, bên cạnh Vũ Dĩnh Nhi ngồi ở bên cạnh trầm mặc không nói. Đế cung cấm chế lực phòng ngự không tệ, Vũ Dĩnh Nhi chút thực lực ấy hoàn toàn là dựa vào thiên thạch tăng lên đi lên, chiến lược thấp kém đáng thương, sở dĩ hai người cũng không có dãy dụa, không dám công kích đế cung, sợ chọc giận Giang giật giết chết hai người. Xác định hai người sẽ không phí hoài bản thân mình, Giang giật lợi dụng huyễn ảnh thần thông biến thành một cái lão giả, thay đổi một thân phổ thông chiến giáp, đem chính mình đầu kia tóc đỏ toàn bộ che tại chiến nón trụ bên trong, lúc này mới độn thiên mà đi. Nơi này cách khai vũ ra bốn vực có hơn hai 000 vạn dặm lộ trình, hắn như bay qua muốn thật lâu, cũng dễ dàng xảy ra chuyện hắn biết rõ dạng này độn thiên rất nguy hiểm, một cái không tốt độn thiên đi thành chỉ phụ cận, thoáng cái liền sẽ bại lộ, nhưng hắn tâm hệ tô như tuyết, một ngày đều ngồi không yên, quyết định mạo hiểm hành động. Sự thật chứng minh, huyễn ảnh thần thông cùng độn thiên kết hợp, kia là siêu cấp nghịch thiên thần kỹ. Chỉ cần hắn không bị vũ ra bán thần cường giả để mắt tới, phụ cận không có không gian đạo văn cường giả, tự không ai có thể giết chết hắn. Chỉ cần thành công độn thiên rời đi, liền xem như bác đế cũng khẳng định truy sát không được hắn, đây là hắn tiền vốn, cùng vũ ra quần nhau cứu ra tô như tuyết tiền vốn. Một cái độn thiên trực tiếp vượt ngang ba ngàn vạn dặm lộ trình. Giang giật linh hồn cường độ tại kim ô bí cảnh bên trong được tăng lên, độn thiên mấy ngàn vạn dặm khoảng cách, căn bản sẽ không có cảm giác mệt mỏi, hắn cũng không dám độn thiên quá xa, bảo tồn thực lực để tùy thời có thể dùng thoát đi. Ông, hắn xé rách hư không ra phía ngoài, thần thức trước tiên nhô ra đi, xác định phụ cận cũng không có người sau thở dài một hơi, vọt xuống dưới nghỉ ngơi trong chốc lát, phóng thích thần niệm dò xét tình huống chung quanh. Rất tốt, phụ cận cũng không có đại thành, chỉ có ba cái thành nhỏ. Ân, tự cái thành nhỏ này, Giang giật lấy ra giấy bút, viết một đoạn văn về sau, thân thể nhanh chóng về phía tây bên cạnh một cái thành nhỏ bay đi. Hắn thể ngoại cương phong thần lá chắn phóng thích, bên người một mực có 10 chuôi cương phong chi nhận nương theo, hắn còn tiến vào thiên địa hợp nhất trạng thái, chỉ cần bốn phía không gian có bất kỳ ba động, hắn sẽ lập tức độn thiên thoát đi. Nửa canh giờ, hắn đã tới một tòa thành nhỏ phụ cận, hắn thần niệm lần nữa dò xét một phen, xác định thành nội không có bốn ngũ tinh cường giả về sau, thân thể bay lên không, bay đến thành trì trên không, mười chuôi cương phong chi nhận đột nhiên vào tới. Dầm dầm dầm, thành nhỏ vòng bảo hộ đều rất yếu, sao có thể chống đỡ được cương phong chi nhận? Thành trì vòng bảo hộ trong nháy mắt bị phá, giang giật khống chế cương phong chi nhận vô thanh vô tức bay đi, đột nhiên đối phủ thành chủ đánh xuống, đây là vũ gia nhỏ nhất thành trì, thành chủ mới là phổ thông thiên quân đỉnh phong, làm sao có thể chống đỡ được cương phong chi nhận. Dầm dầm dầm, phủ thành chủ bị cương phong chi nhận cắt thành mảnh vỡ, âm vang ngã xuống đất biến thành một tòa phế tích, bên trong vũ ra mấy trăm võ giả bị cương phong chi nhận xoắn thành bùn máu, giang giật đem trong tay giấy viết thư đột nhiên hướng thành nội vung đi, như ác ma thanh âm vang lên, đem phong thư này chuyển giao cho võ hoàng, để hắn theo trên thư chỉ thị đi làm, nếu dám dở trò, đừng trách ta giang giật huyết tẩy các ngươi vũ ra bốn vực, suy suy nói xong giang giật xé rách hư không độn thiên mà đi lưu lại thành nội vô số song chấn kinh hoàng khủng đôi mắt chương 963, đầy trời lưới lớn bắc đế vực bắc đế thành vũ bảo vũ bảo rất lớn chiếm cứ bắc đế thành một phần 10 địa vực bên trong tòa thành vô số nếu là người bình thường đi vào tuyệt đối phải ở bên trong lạc đường liền xem như thần du võ giả muốn đem bên trong đi dạo hết cũng cần cả ngày vũ bảo bên trong lớn nhất tòa thành bắt đầu trong điện giờ phút này cường giả như mây vũ gia trưởng lão gần như đều tới, phân biệt đứng ở hai bên hai bên, liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng, ít nhất có ngàn người nhiều. Có thể trở thành vũ gia trưởng lão, ít nhất đều là tứ tinh trở lên thực lực, bất luận cái gì, tự xem giờ phút này bắt đầu trong điện trưởng lão, đủ để thấy vũ gia chi cường đại, trong này cũng không bao quát những cái kia không quản sự thái thượng trưởng lão, đại cung phụng. Bắt đầu điện ngay phía trên, một tên người mặc áo bào màu vàng trung niên nam tử ngồi tại tử kim trên bảo tọa, hắn củ ấu rõ ràng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ánh mắt cũng rất bình thản, hắn cũng không nói một lời, nhưng cái này làm dáng lại làm cho phía dưới các trưởng lão suyệt lạnh như cấm. Đám này trưởng lão đối cái này áo bào màu vàng trung niên nhân tính khí hiểu rất rõ, hắn thời khắc này bộ dáng kỳ thật đã nổi giận đến cực điểm. Có thể ngồi tại bắc đầu điện tử kim vương tỏa bên trên người, chỉ có vũ gia tộc trưởng cùng gia chủ, tộc trưởng không quản sự, sở dĩ người này rất rõ ràng là vũ gia gia chủ, bắc hoàng. Để bác Hoàng như thế nổi giận là bởi vì một tin tức cùng một phong thư. bắc tuyết vực phía nam thành nhỏ ngay tại mới vừa rồi bị người công kích, phủ thành chủ bị hủy, vũ ra một tên thành chủ cùng gần ngàn quân đội toàn bộ bị giết. Tin là công thành người đưa tới, trên đó viết một đoạn văn, ý tứ rất rõ trong vòng 10 ngày nhất định phải giao ra tô như tuyết, nếu không hồng sườn núi cùng vũ dĩnh nhi đầu người rất nhanh hội đưa cho bác Hoàng, hắn cũng sẽ huyết tẩy vũ ra bốn vực. Hồng sườn núi là bác tuyết vực đại gia tộc hồng gia đại công tử, là bác hoàng con rể, Vũ Dĩnh Nhi là bác hoàng đại nữ nhi, muốn đem hai người này đầu người đưa cho bác hoàng còn muốn huyết tẩy Bắc đế bốn vực bác hoàng cùng Vũ ra lúc nào bị qua loại khuất nhục này cùng bức hiếp bác hoàng là người thế nào kia là đứng ở đại lục chi đình, thực lực cùng quyền thế nhất cường đại mười mấy người, sở dĩ giờ phút này bác hoàng tâm tình có thể nghĩ. Tô như tuyết là ai? Một hồi lâu sau, bác hoàng cuối cùng mở miệng, thanh âm vẫn là rất bình tĩnh, nhưng hắn càng là bình tĩnh, phía dưới trưởng lão càng là bất an, tựa như trước báo táp yên tĩnh, ai cũng không biết bác hoàng lúc nào sẽ bạo phát đi ra. Một đám trưởng lão, người nhìn ta ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, tô như tuyết sự tình trước kia chỉ có cơ thính vũ biết rõ, nàng bất luận kẻ nào đều không có nói cho, tại tĩnh an tự sau khi mất tích, cơ thính vũ để vũ nghịch hạ đạt phong khẩu lệch, sở dĩ đám này trưởng lão đều không biết, trước đó cũng sẽ không có người đi để ý dạng này một tiểu nhân vật. Sở dĩ, bác hoàng sau khi mở miệng, không có một tên trưởng lão dám ra đây nói tiếp. Ừ, bác hoàng đợi một hồi, gặp không ai trả lời vấn đề của hắn, trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên cười, rất tốt, địch nhân giết tới cửa, các ngươi nhưng lại không biết địch nhân vì sao mà đến, xem ra các ngươi đều tại bắc đế thành nội lại quá an giật. Bá bá bá, bác hoàng nụ cười này, dọa sợ sở hữu trưởng lão, một đám người toàn bộ sợ hãi không người, quát khẽ nói chúng ta có tội. Cửu đế gia tộc quan trọng nhất quy củ, tại trong gia tộc gia chủ cùng tộc trưởng liền là hoàng đế cùng thái thượng hoàng, đế vương giận dữ, máu phun ra năm bước, như thật chọc giận Bắc Hoàng, sợ là hôm nay có rất nhiều người phải xui xẻo. Một tên trưởng lão đôi mắt nhất truyền, vượt qua đám người ra, chắp tay nói, Bắc Hoàng, không phải tô như tuyết vấn đề, mà là vũ dạo uy nghi không cho khiêu khích. Đừng nói chúng ta không rõ ràng tô như tuyết là ai, coi như tô như tuyết tại trong tay chúng ta cũng không thể đồng ý yêu cầu của hắn. Giang giật nói muốn chúng ta 5 ngày sau sở hữu thành trì đều treo cờ trắng, cho thấy đồng ý trao đổi, điểm này càng là tuyệt đối không thể đáp ứng. Như cờ trắng một chàng, vũ gia uy nghi liền muốn quét sân. Hắn muốn sở hữu thành trì treo cờ trắng, điều này nói rõ hắn tại 5 ngày sau khẳng định xảy ra thành trì phụ cận. Sở dĩ ta cho rằng, lập tức triệu tập cường giả, mỗi cái thành trì đều nhất định muốn có một tên tứ tinh cường giả tỏa chấn, một khi giang giật xuất hiện, trực tiếp chấn động không gian, để hắn không cách nào độn thiên, chỉ cần kéo dài một lát, chúng ta người liền có thể đuổi tới, hắn cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trưởng lão này nói chuyện, còn lại trưởng lão nhao nhao phụ phụ họa đúng đấy lạc sơn trưởng lão nói cực phải chúng ta có thể điều động sở hữu gia tộc cường giả phân biệt đi trong thành trì tỏa trấn chỉ cần có thể kéo giang giật nửa nén hương thời gian chúng ta người liền có thể lập tức truyền tống đi qua vây giết hắn hắn coi là kia cái gì tô như tuyết tại trong tay chúng ta khẳng định không dám đả thương hại hồng sườn núi cùng đại tiểu thư chúng ta chỉ cần vây lên hắn liền có thể đánh giết hắn cứu ra đại tiểu thư các nàng đại tiểu thư linh hồn của các nàng khí thức một mực dò xét không đến hẳn là bị giang giật phây ở không gian thần khí bên trong, chỉ cần chúng ta trước tiên giết chết giang giật, đại tiểu thư an toàn của bọn hắn tự nhiên có cam đoan. Bác Hoàng nghe phía dưới một đám trưởng lão tiếng hồn ào, cũng cảm giác giống như là một vạn con con vịt đang gọi, hắn nhìn qua phía dưới một đám khẳng khái kích từ các trưởng lão, không hiểu cảm giác lạnh cả tim, đám người này căn bản không thèm để ý nữ nhi của hắn chết sống, quan tâm là vũ ra mặt mũi. Đủ rồi, hắn nổi giận quát khẽ, phía dưới lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, hắn rét lạnh con người nhất chuyển nói, truyền lệnh xuống, triệu tập tứ tinh cường giả, sở hữu thành trì đóng giữ, giang giật nếu là sau khi xuất hiện, cho dù chết cũng muốn chấn động không gian, ai có thể kéo hắn, ta ký hắn một đại công. Kỹ càng bố trí các người đi an bài, lần này tuyệt đối không thể phạm sai lầm, nhất định phải chém giết giang giật. Nói xong bác Hoàng đứng dậy hướng bên cạnh bên cạnh hành lang đi đến, trên mặt một mảnh yên lặng. Hắn biết rõ mệnh lệnh này thoáng cái, Vũ Dĩnh Nhi cùng Hồng Sườn núi giữ nhiều lành ít, nhưng hắn không chỉ là một cái phụ thân vẫn là vũ gia gia chủ lợi ích của gia tộc vĩnh viễn cao hơn hết thảy cao hơn nữ nhi của hắn con rẻ tính mệnh Bác hoàng gia lệnh một đám trưởng lão lập tức hưng phấn lên giang giật có chỗ cầu vậy thì không phải là không có kẽ hở sau năm ngày hắn nghĩ điều tra bên trong thành là không treo cờ trắng sở dĩ nhất định phải tới gần thành trì bọn hắn cũng có cơ hội hảo hảo bố trí tranh thủ lần này diệt sát giang giật từng đạo mệnh lệnh truyền xuống dưới vũ gia bốn vực lần nữa náo nhiệt lên truyền tống trận lấp lóe không ngớt, bốn vực nội thành trì rất nhiều, một vực nội ít nhất có mấy chục vạn tòa thành trì, bốn vực cộng lại thành trì đạt đến gần 200 vạn tòa. Nói cách khác cần 200 vạn tứ tinh cường giả tỏa chấn. Dựa vào vũ gia bản thân cường giả, hiển nhiên là không đủ, vũ gia tứ tinh trở lên cường giả rất nhiều, nhưng cộng lại tối đa cũng tựu mấy vạn người. Cũng may bốn vực nội phụ thuộc vũ gia gia tộc rất rất nhiều, điểm trọng yếu nhất, cũng không phải khiến bọn hắn đánh giết giang giật, mà là kéo giang giật, sở dĩ rất nhiều tu luyện không gian đạo văn trung giai thượng giai thiên quân cũng có thể điều động. Mặc dù như thế, vũ gia các trưởng lão thống kê thoáng cái, phát hiện nhân thủ còn chưa đủ, cuối cùng bọn họ nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Cho người mượn, đi dạ ra, hiên ra, y ra cho người mượn. Mượn tứ tinh cường giả, mượn tu luyện không gian đạo văn cường giả. Dạ ra cùng hiên ra rất sảng khoái, chỉ là một ngày tiểu điều tập mấy vạn cường giả tới, y ra lại cự tuyệt, lý do là Phật Hoàng bế quan, các trưởng lão không có tư cách điều động nhiều người như vậy. Y gia rất ít tham dự đại lục phân tranh, vũ gia cũng không có cách nào. Dạ gia cùng hiên gia người truyền tống tới, cũng không xê xích gì nhiều. Vũ gia trưởng lão trong khoảng thời gian này bận điên, ngày đêm không ngừng bố trí, tại sau 4 ngày rốt cuộc đem toàn bộ thành trì đều an bài cường giả tỏa chấn, rất nhiều trưởng lão cũng tự mình dẫn đội đi. Bác đế thành nội có 10 tên bán thần cường giả tùy thời chờ lệch, chỉ cần có tin tức truyền đến, bọn hắn tùy thời có thể bằng nhanh nhất tốc độ truyền tống đi qua đánh giết giang giật. Vũ gia tại bốn vực nội gắn một tấm đầy trời lưới lớn, liền chờ trời, sáng giang giật con cá này chủ động vào cuộc. chương 964, giật, giang giật không có vào cuộc, vũ gia người quá ngây thơ, đương nhiên bọn hắn cũng không biết, giang giật kỳ thật còn có một loại rất thần kỳ thần thông, thần niệm. Không thể không nói vu thần thật sự là một thiên tài, thần niệm loại vu thuật này quá cường đại, có thể đem thần thức vô hạn tăng phúc. Linh hồn càng cường đại, dò xét phạm vi càng rộng, giang giật trước kia thần niệm có thể dò xét ngàn vạn dặm, tại kim ô bí cảnh bên trong linh hồn tăng phúc, giờ phút này thần niệm càng là nhẹ nhõm có thể dò xét 1.500 vạn lý. Hắn căn bản không cần tới gần thành trì, liền có thể bằng vào thần niệm dò xét phụ cận trong thành trì tình huống, thậm chí cái này mấy ngày qua, phụ cận mấy chục tòa trong thành nhỏ có cường giả triệu tập mà đến, hắn đều nhất thanh nhị sở. Năm ngày thời gian vừa đến, giang giật thần niệm lần nữa dò xét ra ngoài, phụ cận không có một cái nào thành trì treo cờ trắng, nội tâm của hắn cũng trầm xuống. Hắn đưa cho bác Hoàng tin viết rất rõ ràng, năm ngày sau sở hữu thành trì treo cờ trắng, cho thấy đồng ý trao đổi con tin. Vũ ra gần nhất cái này mấy ngày cường giả điều động tấp nập, hôm nay cũng không có treo cờ, đây chỉ có hai cái giải thích. Hoặc là tô như tuyết chết rồi, bọn hắn không có cách nào giao ra tô như tuyết. Hoặc là bọn hắn không muốn thay người, bọn hắn không thèm để ý Vũ Dĩnh Nhi cùng hồng sườn núi chết sống, Vũ gia tôn nghiêm để bọn hắn không thể thỏa hiệp. Chết. Giang giật xếp bằng ở một cái núi nhỏ tri đỉnh, giờ phút này cũng thay đổi thành một cái viên hầu dáng vẻ, tránh cho bị người dùng đặc thù thần thông dò xét đến. Hắn thân thể kịch liệt run rẩy lên, bởi vì sợ, tay của hắn cùng bờ môi đều đang run rẩy, tô như tuyết tử vong. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được sự tình. Như tuyết, người nhất định không thể chết, người nhất định không thể chết ha. Hắn một đôi cùng viên hầu giống nhau như đúc lông xù đại thủ bưng lấy mặt đầu cũng thật sâu cong xuống dưới hắn một mực tại núi này ngồi lẳng lặng chờ đợi kỳ tích xuất hiện thời gian từng điểm từng điểm đi qua phía tây một vòng hồng nhật chậm rãi rơi xuống đêm dần dần tới giang giật thần niệm lần nữa dò xét một phen xác định phụ cận mấy chục tòa thành nhỏ không có bất kỳ cái gì cờ trắng dâng lên về sau hắn thống khổ nhắm mắt lại a à, a à, hắn ngửa mặt lên trời nổi giận chu lớn hai tay như viên hầu đánh lấy ngực bởi vì sợ tô như tuyết chết đi trong đầu của hắn đều là sợ hãi cùng lo lắng cái này sợ hãi cùng lo lắng rất nhanh cũng chuyển hóa thành kinh thiên nổi giận, vô tận tức giận. Đã các ngươi không thèm để ý hồng sườn núi cùng Vũ Dĩnh nghi chết, vậy ta còn có cái gì để ý đã các ngươi không sợ ta giang giật huyết tinh trả thù, đã các ngươi không sợ khói lửa nổi lên bốn phía, vậy liền đánh đi. Võ gia tộc người, đừng trách ta giang giật tâm ngoan, là các ngươi Vũ gia chọc ta trước, là các ngươi Bắc Hoàng không thèm để ý các ngươi chết sống. Giết, 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 giang giật sừng sững tại đỉnh núi, nổi giận giống to, ngoại hình của hắn từ từ biến ảo, biến thành hắn lúc đầu bề ngoài, một tấm gương mặt thanh tú hoàn toàn bóp méo, mái tóc màu đỏ lăng không cuồng vũ, một đôi tròng mắt cũng đỏ như huyết, diễm lệ như yêu. Ông, trong lòng bàn tay hắn đế cung lóe lên, hai người bị truyền tống ra. Không sườn núi cùng Vũ Dĩnh Nhi phát hiện bị truyền tống ra, đột nhiên giật mình, nhìn thấy Giang Giật kia như địa ngục ác ma dáng vẻ càng là sợ hãi đến thân tử không đoạn run rẩy. Giang Giật, làm hồng gia đại công tử, hồng sườn núi gặp qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, cũng rất nhanh tỉnh táo lại, hắn đùa cợt nhìn qua giang giật nói, người dám cướp giật chúng ta còn dám phế đi bản công tử ha ha, người liền đợi đến bị vũ ra cùng ta hồng ra đại quân truy sát đi, thân nhân của ngươi cũng sẽ toàn bộ bị giết, chết không có chỗ chôn Hồng sườn núi mới mở miệng, vũ dĩnh nhi giật mình tỉnh lại, một tấm xinh đẹp mặt đều là hận ý, âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên, giang giật, người ác ma này, người cái này đáng giết ngàn đao, nhanh chóng thả chúng ta, bó tay chịu trói nếu không phụ hoàng ta vừa đến định để ngươi sống không bằng chết để suy suy vũ dĩnh nhi còn chưa nói xong giang giật trong tay một cái nguyễn kiếm xuất hiện quang mang lóe lên đầu của nàng tựu thật cao bay lên trên cổ tiên huyết lao nhanh thanh âm im bặt mà dừng đến chết con mắt đều trợn trừng lên a à, không sườn núi kinh hô lên thân thể sợ hãi lui lại nhưng giang giật thân thể lóe lên nguyễn kiếm xẹt qua một cái tôn quý đầu lâu lần nữa bay lên trên cổ phun ra tiên huyết nhuộm đỏ giang giật một thân Vù vù, Giang giật một tay đem hai người đầu thu nhập cổ thần nguyên trong nhẫn, thân thể hướng không chung vào tới, hai tay của hắn múa một bên hấp thu cương phong, một bên hướng xa xa thành chỉ lao đi. Phía trước ngàn dặm bên ngoài tự có một cái thành nhỏ, thành nội Giang giật dò xét đến có một cái tứ tinh cường giả, còn tới hơn 10 vị thượng giai thiên quân tỏa chấn, nhưng Giang giật vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước đi. Chết, cũng không đáng sợ, mặc kệ tô như tuyết có phải hay không chết rồi, vẫn là vũ gia không chịu trao đổi, hắn đều chuẩn bị cho vũ ra một bài học xương máu để người trong thiên hạ cảm nhận được hắn gian giật lửa giật coi như hắn chiến tử tại vũ ra bốn vực hắn cũng ở đây không tiếc tô như tuyết là hắn thích nhất nữ nhân tô như tuyết những năm này chịu quá nhiều khổ hắn nhất định phải vì nàng làm chút gì hắn bay lên mấy ngàn trượng không chung, trong đêm khoảng cách này là tuyệt đối an toàn coi như bình thường bán thần cường giả cũng không dám bay lên coi như bọn hắn ở phía dưới công kích cũng sẽ bị vô số cương phong ngăn cản chờ công kích đạt tới mấy ngàn trượng cao lúc, uy lực khẳng định đại yếu đi. Hắn muốn huyết tẩy bốn vực, nhưng hắn không phải đi chịu chết, hắn biết rất rõ ràng thành nội có tứ tinh cường giả, nhưng vẫn là đạo nghĩa không thể trùn bước đi, cũng là bởi vì trong đêm đối với hắn mà nói là chiến trường tốt nhất, vù vù, ngàn dặm khoảng cách chỉ là hai nén nhang tự vượt ngang, giang giật còn không có tới gần thành trì, bên ngoài cơ thể thật sớm ngưng tụ cương phong thần thuẫn, bên người mười chuôi cương phong chi nhận đi theo, tại ở gần thành chỉ mấy ngàn trượng lúc hắn cũng phát hiện có một đạo thần thức quét tới giang giật đến rồi cùng một thời gian thành nổi cũng vang lên một tiếng kinh thiên bạo giống một cái đưa tin mật trận nhanh chóng sáng lên trước tiên đưa tin một đi bắc đế thành thành nội cũng có mấy ngàn người theo trong sân bắn ra bắt đầu ngưng tụ công kích chuẩn bị kéo giang giật rầm 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 tốc độ của bọn hắn rất nhanh giang giật tốc độ cũng không chậm mười chuôi cương phong chi nhận gào thét mà xuống phòng bảo hộ trong nháy mắt bạo liệt ở phía dưới tất cả mọi người đang chuẩn bị phóng thích lúc công kích, một đạo âm thanh khủng bố vang lên, cửu thiên tri thượng một đạo thần lui cũng vạch phá bầu trời, đối tên kia tứ tinh cường giả đột nhiên bổ tới. a à, thần âm thiên kỹ há lại những này phổ thông thiên quân có thể đỡ nổi kia mấy ngàn thiên quân rất nhiều người công kích đã ngưng tụ, nhưng bởi vì linh hồn bên trong kịch liệt thống khổ, công kích thoáng cái đánh tan, thân thể ngược lại bị phản phệ, thống khổ ở giữa không chung quay cuồng lên. Oanh! Tên kia tứ tinh cường giả cũng rất bi kịch, giang giật lôi đình chi nộ chỉ khóa chặt hắn công kích, hắn thần thuẫn bỗng chốc bị oanh phá, toàn thân biến thành than cốc, cho dù có công kích cũng vô pháp phát ra. Chết, như ác ma thanh âm lạnh như băng vang lên, mấy cái cương phong chi nhận gào thét mà xuống, như cắt rơm dạ đem kia mấy ngàn người toàn bộ rảo sát. Giang giật còn khống chế một đạo cương phong chi nhận chuẩn bị hướng phủ thành chủ xoắn đi, bất quá vào thời khắc này truyền tống trận khẽ run lên, quang mang lấp lánh, hắn con người co rụt lại lập tức đình chỉ công kích, hai tay sáng lên bạch quang, xé rách hư không mà đi. Ông, truyền tống trận quang mang lấp lánh, 10 đạo nhân ảnh chậm rãi ở bên trong ngưng hiện, vũ gia bán thần cường giả tới cũng không chậm. Nhưng truyền tống mật trận đưa tin đi Bắc Đế thành muốn thời gian, bọn hắn cần truyền tống mấy lần cũng muốn thời gian, giang giật phá thành giết người vẻn vẹn hao tốn mấy hơi thời gian, bọn hắn coi như lại nhanh cũng không cách nào trong nháy mắt đuổi tới a. 10 tên bán thần vừa ra trong truyền tống trận, trước tiên tự nổ bắn ra mà lên thần thức bốn quét, nhưng phía trên giống tuếch, Giang giật đã sớm không thấy tung tích, chỉ có giữa không trung từng mảnh từng mảnh huyết vụ tại bay là tả. chương 965, 7 ngày 14 thành. Giang giật phá một thành, giết mấy ngàn vũ gia quân đội sau lập tức độn thiên mà đi. Lần này độn thiên độn đến rất xa, trọn vẹn chui 2 ngàn vạn dặm hắn lần này vận khí không hề tốt đẹp gì, ra một cái đại thành phụ cận, vẻn vẹn rời đi trăm dặm khoảng cách. May mắn giờ phút này là ban đêm, ngoài thành cũng không có người, Giang giật tùy ý dò xét một lần, Cẩn thận mới là tốt lập tức phạm vi nhỏ độn thiên rời đi, hắn tìm tới một cái thâm sơn, biến thành một cái yêu thú ẩn núp đi nghỉ ngơi. Độn thiên sẽ để cho thân thể cùng linh hồn đều trở nên rất suy yếu, giang giật thân thể cùng linh hồn đều mạnh lên. Nhưng cũng không dám mạo muội hành động, nghỉ ngơi đủ ba bốn canh giờ, chờ trời sắp sáng sau lại lần hành động. Hắn thần niệm cực lực dò xét, rất nhanh khóa chặt một cái thành nhỏ, tại phía đông bên ngoài mấy trăm dặm. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng chỉ công kích thành nhỏ thành nhỏ vòng phòng hộ rất yếu, hắn nhẹ nhõm có thể phá vỡ, vũ gia bốn vực thành nhỏ rất rất nhiều, vũ gia khẳng định không có khả năng mỗi cái thành nhỏ đều để lên một cái ngũ tinh cường giả tỏa chấn, nhà bọn hắn không có nhiều cường giả như vậy. Thời gian một nén nhang về sau, hắn đã tới trên tòa thành nhỏ uổng phí, thân thể như cuồng long hướng phía dưới phóng đi, mười chuôi cương phong chi nhận vô thanh vô tức bay xuống, phòng bảo hộ quang mang sáng rõ, trong nháy mắt bạo liệt. Thần âm thiên kỹ phóng thích để sông lên hơn 2.000 võ giả toàn bộ chúng chiêu, ở giữa không trung lăn lột, cửu thiên chi thượng một đạo lôi điện cũng tại vòng bảo hộ vỡ tan thời khắc đánh xuống, đem vũ ra chấn giữ tứ tinh cường giả sống sờ sờ đánh xuống. suy suy, cương phong chi nhận đảo qua, kia hơn 2.000 người bị vô tình rào sát, cái kia tứ tinh cường giả cũng bị xoắn thành bùn máu, lần này địch nhân phản ứng chậm một nhịp, tại giang giật đem phủ thành chủ san thành bình địa về sau, truyền tống trận mới phát sáng lên, giang giật trước tiên độn thiên mà đi. A, a, a. Mười tên bán thần cường giả thân ảnh tại truyền tống trận hiển hiện, nhìn qua giữa không trung còn tại phiêu tán rơi dụng huyết nhục, nhìn qua bị san thành bình địa phủ thành chủ, một tên bán thần cường giả nổi giận giống to. Trong tay hắn liên miên không dứt đánh ra đại thủ trưởng, đem lên uổng phí chấn động đến nứt xuất ra đạo đạo khe hở, đáng tiếc giang giật độn thiên thời gian sớm một bước, đã sớm không biết đi mấy ngàn dặm bên ngoài, công kích của hắn căn bản là không có cách đem giang giật theo vết nứt không gian bên trong chấn động ra. Bán thần cường giả tốc độ rất nhanh, nếu là ban ngày bọn hắn có thể trước tiên bốn phía truy kích, bốn phía công kích, có lẽ có có thể đem giang giật theo vết nứt không gian bên trong chấn động ra. Nhưng ban đêm bên trong, đám này bán thần cũng không dám bay loạn, cương phong nhiều lắm, bọn hắn tốc độ phi hành cũng sẽ có ảnh hưởng, truy cũng là đuổi theo vô ích, chỉ có thể nhìn qua sáng sủa tinh không, dậm chân thở dài. Một đêm thời gian, hai thành bị phá, bốn năm ngàn người bị giết. Tin tức tại sau khi trời sáng như hoa tuyết truyền khắp vũ ra bốn vực, bốn vực nội sở hữu thành nội quân đội đều khẩn trương lên, thậm chí đều phái ra cường giả ẩn núp đi ngoài thành, chờ đợi gian giật đến công thành. Chuyện nơi đây cũng bị các đại gia tộc trinh sát truyền về các gia tộc, tiếp theo truyền khắp toàn bộ Đông Hoàng Đại Lục, Đại Lục đoạn thời gian trước thật vất vả khôi phục bình tĩnh, lần nữa một mảnh xôn xao. Sở hữu ánh mắt đều nhìn về phía vũ gia bốn vực, vô số gia tộc trinh sát cũng truyền tống tới bên này, chuẩn bị đem chiến báo trước tiên truyền trở về, mật thiết chú ý bên này thế cục rất nhiều người cũng kích động không thôi bao nhiêu năm không có như thế kình bạo sự tình phát sinh xem giam giật cái này làm dáng thật đúng là dự định huyết tẩy vũ gia bốn vực a như thật cho hắn tiếp tục như vậy huyết tẩy xuống dưới vũ gia uy vọng sẽ xuống đến thấp nhất thậm chí vũ gia có thể bởi vì sĩ khí trượt xuống quân đội bất ngờ làm phản phụ thuộc gia tộc ly tâm cuối cùng quái vật khổng lồ này bị còn lại ẩn thế đại tộc thay thế dòng giã một cái ban ngày vũ gia sở hữu người bên trong thành tâm đều là căng cứng chỉ là giang giật không còn có xuất hiện rất nhiều chiêm tinh sư cũng bốn phía dò xét nhưng căn bản là không có cách truy tung giang giật linh hồn khí tức khí tức linh hồn của hắn mỗi lần đều sẽ biến ảo chiêm tinh sư không phải thần lại thế nào có thể truy tung vào đêm về sau giang giật xuất động hắn xuất hiện địa điểm không tại bắc tuyết vực mà là đi phía bắc bắc đế vực kia là bắc đế thành chỗ bên trên cương vực đồng dạng hắn xuất thủ hai lần phá hai thành lần nữa chém giết vũ ra mấy ngàn thiên quân hủy đi hai tòa phủ thành chủ diệt sát hai tên tứ tinh cường giả, tại bán thần cường giả truyền tống đi qua trước, độn thiên rời đi. Ngày thứ hai ban ngày, Giang giật tiếp tục ẩn núp, trong đêm lần nữa xuất động, nhưng lần này lại đi bắc đế vực bên cạnh bắc ma vực, vẫn là hai thành. Ngày thứ ba trong đêm, Giang giật ra bắc ma vực phía nam bắc thần vực, giống nhau là hai thành, mang đi mấy ngàn thiên quân võ giả sinh mệnh. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy. Bảy ngày 14 thành, hơn bảy vạn quân đội bị vô tình chém giết, vũ ra bốn vực bầu trời thổi lên một trận gió tanh mưa máu. Giang giật tựa như một cái như u linh, xuất quỷ nhập thần, vào ban ngày biến mất vô tung vô ảnh, mỗi lần trong đêm công thành giết người sau đều dị thường dứt khoát quả quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng, giết mấy ngàn quân đội lập tức độn thiên đào tẩu, cũng không giết bình dân, chuyên giết thiên quân võ giả, vũ ra quân đội. Hắn mỗi lần công kích thành chỉ đều cách xa nhau ít nhất ngàn vạn dặm, hành tung lơ lửng không cố định, hôm nay tại Bắc Tuyết vực, trời sáng đi Bắc Đế vực, hậu thiên lại đi bắc thần vực. Vũ gia bốn vực khắp nơi đều là chiến trường, khắp nơi đều có lang yên, vô số trong thành nhỏ quân đội lòng người bàng hoàng, ai cũng không biết giang giật sẽ công kích tòa nào thành trì, ai cũng không biết trong đêm giang giật có thể hay không cùng một dòng ác ma xuất hiện, mang đi cái mạng nhỏ của bọn hắn. Khuất nhục, đối với vũ gia cao tầng tới nói, cái này 7 ngày là bọn hắn mấy chục vạn năm đến nhất khuất nhục 7 ngày, cả tộc chi lực, còn đi dạ giả ra hiên ra cho mượn cường giả, dạ. không chỉ có giết không được một cái giang giật, ngược lại bị hắn phá 14 thành, giết hơn 7 vạn người. Bất luận cuối cùng Vũ Gia có thể hay không đánh giết Giang Giật, dù sao mặt mũi của bọn hắn đều mất hết, Vũ Gia trong khoảng thời gian này đến cũng chú định sẽ trở thành đại lục con dân trò cười, trở thành vô số người trên bàn rượu đề tài câu chuyện, chế diễu đối tượng. Vũ Dĩnh Nhi cùng hồng sườn núi đầu người được đưa đi Bắc Đế Thành, Giang Giật tại công kích một tòa thành chỉ lúc tiện tay ném xuống, còn mang cho Bắc Hoàng một câu để các ngươi Vũ Gia con em, núp ở Bắc Đế Thành đừng đi ra, nếu không gặp một cái giết một cái. Vũ Dĩnh Nhi mấu thân hôn mê tại hậu viện, Bắc Hoàng giận điên lên, mặc dù hắn cùng tất cả trưởng lão bọn họ thương nghị lúc, trên mặt thần sắc vẫn là phong khinh vân đạc, trong mắt cũng giếng nước yên tĩnh, bất quá sở hữu trưởng lão đều có thể cảm nhận được nội tâm của hắn nổi giận, loại kia tiềm phục tại trong thân thể lệ khí cùng sát ý, là thế nào đều che giấu không được. Vũ Nghịch cũng giận điên lên, cũng không còn cách nào bảo trì phong độ, Vũ Bảo bên trong ngọc thạch bàn vuông đã đổi mấy chục tấm, nếu là tiếp tục nữa đoán chừng vũ bảo đều muốn bị hắn cho đập sập thính vũ hắn đỏ hồng mắt nhìn qua tại bên cửa sổ đùa bớn hoa cỏ cơ thính vũ nổi giận đùng đùng quát đến lúc nào rồi ngươi còn tại làm những cái kia hoa cỏ ngươi không phải nói có kế sách sao còn không xuất thủ phải chờ tới lúc nào ha ha cơ thính vũ cười nhạt một tiếng quay đầu nói công tử đừng nóng vội kỳ thật ta đã sớm tại an bài bố trí kế hoạch dù sao vẫn cần thời gian a à vừa rồi ta đã tiếp vào truyền báo người ta muốn tìm tìm được kế hoạch có thể áp dụng. Kế hoạch gì? Vũ Nghịch trong mắt hàn quang lấp lánh, trầm giọng nói ra, mau nói ra, Giang giật còn sống một ngày, đối với ta mà nói đều là dày vò. Cơ thính Vũ đôi mắt đẹp nhất chuyển, nói kế hoạch là hảo kế hoạch, nhưng cần ngươi đi gặp mặt ngươi phụ hoàng, chịu đòn nhận tội. Việc này nhất định phải ngươi phụ hoàng toàn lực phối hợp, chỉ cần kế hoạch có thể thi hành, ta cam đoan Giang giật hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 966, bắt sau, bắt đầu bọc hậu trong nội viện, Bác Hoàng vừa mới trở lại thư phòng, lại nhìn thấy Vũ Nghịch đứng ở ngoài cửa, hắn lông mày nhíu lại nói, Nghịch, người đứng tại cái này làm gì? Bịch, Vũ Nghịch hai đầu gối quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra, Hải Nhi là đến cho phụ hoàng thỉnh tội. Bác Hoàng lông mày nhíu lại, trực tiếp đi vào trong thư phòng, lúc này mới nhàn nhạt nói ra, vào nói đi, quỳ gối bên ngoài còn thể thống gì Nam Nhi dưới đầu gối là vàng, không nên hơi một tí quỳ xuống. Vũ Nghịch thở dài một hơi, xem ra bác hoàng cũng không có bởi vì giang giật sự tình giận chó đánh mèo hắn hắn đứng dậy hướng bên trong đi đến trở ra lần nữa khom người nói ra hải nhi lần này là thỉnh tội là che giấu một sự kiện che giấu tô như tuyết sự tình ừ bác hoàng trong mắt hàn quang lóe lên nhưng không có nổi giận nhàn nhạt, nhạt nói ra nói tiếp vũ nghịch cung cung kính kính trả lời tô như tuyết là giang giật nữ nhân năm đó giang giật hủy diệt thiên tinh đại lục võ điện lúc tô như tuyết bị phân điện thánh nữ mang về tổng điện Tô Như Tuyết lúc đầu một mực giam giữ tại tĩnh an tự chính là vì phòng ngừa Giang Giật đến công kích chúng ta vũ gia. Giang Giật phụ thân chết tại chúng ta võ điện trong tay hắn cùng chúng ta ra thù là không giải được. Sở Dĩ Hải Nhi tự tử tiện làm chủ đem Tô Như Tuyết bắt giữ. Không nghĩ tới tại hơn một tháng trước Giang Giật tập kích Hồng Vũ trước thành Tô Như Tuyết đột nhiên mất tích. Theo Hải Nhi điều tra Tô Như Tuyết hẳn là bị Thiên Ẩn Tông người mang đi Sở Dĩ Hải Nhi mới không dám lên báo. đương nhiên bất luận cái gì nguyên nhân xảy ra vấn đề liền là hài nhi sai sở dĩ mời phụ hoàng trách phạt Tô như tuyết là cơ thính vũ nhốt lại vũ nghịch rõ ràng có giữ lại những lời này cũng hẳn là cơ thính vũ dạy hắn nói vũ nghịch chính mình kỳ thật cũng minh bạch việc này cũng chỉ có thể hắn tới nói như cơ thính vũ tới nói một cái không tốt sẽ bị bác hoàng trực tiếp chém giết bác hoàng lẳng lặng sau khi nghe xong trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ dừng một chút mới nói ra người lần này tới hẳn là còn có chuyện khác a à cái gì đều lừa không được phụ hoàng. Vũ Nghịch vuốt đuôi nịnh bợ, lúc này mới nghiêm mặt nói ra, Hải nhi mấy ngày nay một mực tại bí mật bố trí, cũng tìm được một cái cùng tô như tuyết giống nhau như đúc nữ tử, còn tìm đến một cái cùng tiền vạn quán phụ thân tiền quỹ giống nhau như đúc người. Hải nhi chuẩn bị một cái kế hoạch, lợi dụng hai người kia cùng Giang giật đàm phán, chờ Giang giật đến nghĩ cách cứu viện hai người về sau, nhất cử phục kích diệt sát hắn. Giống nhau như đúc người xác định, bác Hoàng lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, Giang giật người này ta mặc dù chưa thấy qua, nhưng có thể đem chúng ta vũ ra làm cho như thế chật vật, khẳng định không là bình thường nhân vật, việc này làm không cẩn thận, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Vũ nghịch trong lòng có chút vui mừng, bác Hoàng nói như thế, đã cơ bản tán đồng kế hoạch này, Giang giật suốt quỷ nhập thần, vũ ra căn bản không làm gì được hắn, trừ phi bác đế tự mình xuất thủ. Nhưng ngần ấy việc nhỏ, để bác đế tự mình xuất thủ. Cái này nếu là truyền khắp thiên hạ, vũ gia mặt mũi này càng ném đi được rồi, cũng nói bác hoàng cùng một đám trưởng lão vô năng, cả tộc chi lực đều giết không được một người trẻ tuổi, còn muốn xuất động Bắc đế cái này còn không phải để cho người ta cười đến dụng răng a à bác hoàng đoán chừng đã cũng sẽ triệt để không ngóc đầu lên được. Sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, bác hoàng chắc chắn sẽ không mời bác đế xuất thủ, phá mấy cái thành, chết một số người đối với bác hoàng tới nói cũng không phải là đại sự, dao động không được vũ ra căn cơ, chỉ cần có thể đem giang giật đánh giết, liền không có vấn đề lớn. Chỉ dựa vào dạng này ôm cây đợi thỏ, trước mắt đã chứng thực giết không được giang giật. Vũ nghịch cái này dẫn xa suốt động kế sách, bác Hoàng vẫn là cơ bản nhận đồng. Vũ nghịch cũng lấy ra một phần tư liệu, kỹ càng giải thích, phụ Hoàng, giang giật đích thật là cái nhân vật, nhưng hắn trừ phi không muốn cứu hai người. Một khi hắn muốn cứu muốn nói phán, vậy liền sẽ cho chúng ta thời cơ lợi dụng, hai người này bên ngoài hình thượng là giống nhau như đúc. Điểm này thiên tinh đại lục phân điện thánh nữ đã xác nhận, giang giật bên ngoài bề ngoài căn bản phân biệt không ra, Chúng ta đến lúc đó cũng có thể đem hai người làm cho ngất đi, linh hồn yên lặng, hắn cũng vô pháp theo linh hồn khí thức bên trên phân biệt. Chúng ta có thể đem hai người này đưa cho hắn, hai người này liền là mồi nhử, hắn muốn cứu đi hai người, dù sao cũng phải ra mặt A à, một khi ra mặt chúng ta liền có thể nhẹ nhõm bố trí, đánh giết hắn, phụ hoàng ngươi xem một chút phần kế hoạch này. Không tệ, bác hoàng tiếp nhận tư liệu, bất động thanh sắc nhìn lại, trọn vẹn nhìn nửa canh giờ, lúc này mới ngẩng đầu tán thưởng một câu, lập tức hắn nhàn nhạt lường vũ nghịch một cái nói kế hoạch này là thiên tinh đại lục cái kia gọi cơ thính vũ thánh nữ chế định a ây nghe được câu kia không tệ vũ nghịch nụ cười trên mặt vừa mới tỏa ra lập tức động lại xấu hổ hít mũi một cái nói phụ hoàng ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện bác hoàng nhàn nhạt thoáng nhìn để vũ nghịch cảm giác chính mình sở hữu bí mật đều bị hắn xem thấu tựa như một cái nói láo hài tử bị phụ thân khám phá mặt mũi tràn đầy xấu hổ cũng ám đạo phụ thân hắn năm đó có thể tại vũ ra vô số thiên tài công tử bên trong chỗ hết tài năng trở thành Bắc Hoàng, hoàn toàn chính xác không phải dựa vào vận khí. Hừ, Bắc Hoàng nhàn nhạt hừ một cái, không nhìn nữa vũ nghịch, cúi đầu bắt đầu trầm mặc vũ nghịch đứng như châm đệm đại khí cũng không dám phun ra, trọn vẹn sau gần nửa canh giờ, Bắc Hoàng mới mở miệng nói, kế hoạch này ngươi tự mình đi chấp hành, ta toàn quyền buông tay cho ngươi đi làm, ngươi dùng lòng tin làm tốt sao. Có, vũ nghịch đôi mắt thoáng cái sáng như tinh thần, kích động thân thể khẽ run, trọng yếu như vậy kế hoạch Bắc Hoàng để hắn đi chủ trì, điều này nói rõ hắn tại Bắc Hoàng trong lòng địa vị đã phi thường cao. Điểm trọng yếu nhất như hắn có thể hoàn mỹ chấp hành kế hoạch, người thiếu tộc trưởng này vậy tuyệt đối chạy không được. Vũ gia bị giang giật làm cho như thế chật vật, Bắc Hoàng đều thúc thủ vô sách, giờ phút này có như thế tốt kế hoạch, Bắc Hoàng không tự mình áp dụng, ngược lại giao cho hắn đây là cho hắn một cái hướng người trong thiên hạ, giống như Vũ gia biểu hiện ra năng lực cơ hội. Chỉ cần lần này hắn đem giang giật chém giết, hắn vũ nghịch uy danh tuyệt đối phải đại chấn, bác hoàng đều không đánh chết giang giật, hắn vũ nghịch lại đi bác hoàng đây là dùng thanh danh của hắn cho vũ nghịch trải đường bắc cầu A, đây là muốn dìu dắt hắn trở thành vũ gia thiếu tộc trưởng. Tạ phụ hoàng, vũ nghịch cũng rất nhanh suy nghĩ minh bạch, lần này hắn không có quỷ xuống, mà là thật sâu bái, tiếp theo trầm mặc đi ra ngoài. Cước bộ của hắn rất vững vàng, lưng như kiếm bàn thẳng tắp, mặt mũi tràn đầy hăng hái. Ha ha, bác hoàng nhìn vũ nghịch đi ra ngoài có chút vui mừng cười một tiếng, Vũ Nghịch một năm qua này hoàn toàn chính xác trưởng thành rất nhiều, càng cảm ngộ một cái lục tinh đạo văn, đương nhiên hắn xem trọng không phải thực lực, mà là khí độ. Thượng vị giả, nhất định phải có khí độ, có làm cho người tin phục khí độ, cũng chính là nói tới đế vương chi khí, vương bá chi khí. Vũ gia gia đại nghiệp đại, năng giả vô số, chiến lực cường hoành người vô số, trí tuệ siêu quần cũng nhiều vô số kể. Thân là nhất gia chi chủ, tựa như một nguyên soái quân đoàn, tỉ như một đội quân chế định kế hoạch tác chiến có quân sư, đi chấp hành kế hoạch tác chiến có đại tướng, nguyên soái tác dụng là cái gì nguyên soái chính là đại quân chủ tâm cốt, là tất cả mọi người thiên, là ngưng tụ quân tâm thuốc an thần. Chỉ cần quân tâm không chết, nhánh đại quân này liền sẽ đánh đầu thắng đó, công vô bất khắc. Cơ thính vũ, trong tay hắn một cái giới chỉ có chút sáng lên, lấy ra một phần tư liệu, tờ thứ nhất liền là cơ thính vũ chân dung, bên trong còn có nàng tài liệu cặn kẽ. bắc Hoàng nhìn ra ngoài một hồi, âm thầm gật đầu nói, cái này đích xác là một cái hắn chí gần giống yêu quái nữ tử, ân. Nghịch nhi lớn lên nhanh như vậy, ngươi không thể bỏ qua công lao. Nếu ngươi lần này có thể giết chết giang giật, có thể làm cho nghịch nhi tiếp tục trưởng thành tiếp, bản hoàng có thể đồng ý ngươi trở thành chúng ta vũ gia thái tử phi, tương lai bắc sau. mươi 967, nâng thành phiêu cờ trắng. Bắc thần vực, đồng bộ một cái thành nhỏ phía nam mấy ngàn dặm bên ngoài trên một ngọn núi, Giang giật hóa thân thành một cái hình người yêu đế đứng ngạo nghễ tại ngọn núi bên trên. Kề bên này là một mảnh to lớn nguyên thủy dãy núi, trong núi yêu thú rất nhiều, yêu đế cũng có mấy cái, đây là những cái kia đại gia tộc cố ý lưu lại, để các đại gia tộc tử đệ lịch luyện chi địa, sở dĩ giang giật hóa thân thành yêu đế cũng sẽ không để người chú ý. Hôm nay là hắn tập sát trả thù vũ ra thứ 9 ngày rồi, hắn đã huyết tẩy 16 tòa thành trì, lập tức sẽ đêm xuống, hắn chuẩn bị lần nữa động thủ hắn không biết dạng này giết tiếp có ý nghĩa gì, có thể hay không cứu trở về tô như tuyết hắn có thể hay không chết nhưng hắn đã mở mịt, không có phương hướng, không biết muốn đi làm cái gì, hắn chỉ muốn là tô như tuyết làm chút gì, chỉ muốn trả thù vũ ra. Phía tây hồng nhật dần dần, dần rơi xuống, nội tình đen tối giáng lâm, cương phong vô thành vô tức từ trên cao phía dưới bay xuống, đêm lần nữa tới. Động thủ, giang giật thì thào một tiếng, xếp bằng ngồi dưới đất thả ra thần niệm chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu, kể bên này có hơn 10 tòa thành nhỏ, cũng có một tòa cỡ trung thành trì. Hắn mục tiêu vẫn như cũ là thành nhỏ, hắn không có năng lực hủy diệt vũ gia, chỉ có thể bên này cắn một cái, bên kia xé một khối để vũ gia khó chịu, để vũ gia danh dự quét xác. Hắn thần niệm tại phủ cận thành trì đảo qua, rất nhanh hắn thân thể đột nhiên chấn động, bởi vì hắn phát hiện một tòa thành trì trên không treo một cây cờ trắng. Cờ trắng, ánh mắt hắn đột nhiên mở ra, trong con người đều là vẻ không dám tin hắn đã từng muốn vũ ra tại mỗi một cái thành trì bên trên treo cờ trắng cho thấy đồng ý trao đổi con tin nhưng vũ ra lại cự tuyệt ngược lại triệu tập cường giả nghĩ phục kích hắn hắn trong cơn giận dữ huyết tẩy vài chục tòa thành trì vũ ra ngược lại treo cờ trắng chẳng lẽ là dò xét sai hắn kinh nghi nháy nháy mắt lần nữa nhắm mắt tiếp tục dò xét dò xét kết quả để hắn vừa sợ vừa nghi vừa vui chung quanh đây vài chục tòa trong thành trì toàn bộ đều treo cờ trắng điều này nói rõ vũ gia hạ lệnh tại bốn vực trong thành trì đều treo cờ trắng cố ý cùng hắn đàm phán không có đạo lý a à, vũ dĩnh nhi cùng hồng sườn núi đầu người đều bị ta đưa trở về bọn hắn còn đuổi theo phóng thích như tuyết chẳng lẽ bọn hắn không có cách nào truy sát ta sợ ta tiếp tục giết tiếp quân tâm tán loạn sở dĩ muốn nói phán bọn hắn bị ta giết sợ giang giật đôi mắt lấp lóe kinh nghi bất định nội tâm của hắn cũng dấy lên một tia hy vọng tô như tuyết còn sống vũ gia đồng dạng phóng thích tô như tuyết dò xét hắn kích động lần nữa dò xét lần này tra xét rõ ràng một tòa thành trì khóa chặt thành trì bên trên cờ trắng hắn cũng tại cờ trắng bên trên phát hiện một chút chữ lớn giang giật ngừng công kích nếu không tô như tuyết hẳn phải chết không nghi ngờ còn sống như tuyết còn sống giang giật tra xét rõ ràng mấy cái kia chữ sau lập tức mừng rỡ như điên theo mấy chữ này bên trong hắn có thể nhìn thấy vũ gia là thật sợ bọn hắn muốn nói phán bọn hắn đã có thể bỏ đi tôn nghiêm treo cờ trắng rất có thể phóng thích tô như tuyết lần nữa dò xét mấy cái thành trì, xác định cờ trắng bên trên đều có dạng này chữ về sau, giang giật mãnh liệt áp chế nội tâm vui sướng tỉnh táo lại. Đàm phán có thể nói, chỉ cần có thể phóng thích tô như tuyết, yêu cầu không quá đáng đều tốt nói, tô như tuyết an nguy lớn hơn hết thảy. Không bằng hắn không phải là đồ ngốc, đương nhiên sẽ không đần độn phóng đi thành nội cùng vũ ra nói. Hắn ẩn thân tại vũ ra bốn vực, cái kia chính là một cái treo ở vũ ra trên đỉnh đầu lưỡi dao, tùy thời có thể dùng để vũ ra phá thành người chết hắn như ra mặt thanh này lưỡi dao liền sẽ biến thành chết đao hắn sẽ bị vô tình chém giết ta không thể ra mặt kia tìm ai đi đàm phán giang giật nhức cả trứng cũng không thể tùy ý bắt được người bức hiếp hắn hoặc là thu làm hồn nô để hắn thay thế mình đi đàm phán a à giống như thu làm hồn nô vậy người này tự cùng hắn có tinh thần liên hệ giống như vũ gia có kỳ dị thần thông cường giả có thể thông qua hồn nô cùng tinh thần của hắn liên hệ tìm tới hắn đâu mà lại đàm phán về sau hắn dù sao vẫn cần biết rõ chuyện phát triển thêm một bước a à hắn như thế nào cùng đại biểu hắn người liên hệ một khi hắn cùng đại biểu hắn người gặp mặt vậy cũng rất có thể bị địch nhân truy tung mà đến huyễn ảnh thần thông chỉ có hắn một người hiểu a à. ảnh hoàng người hắn rất nhanh có chú ý tìm ảnh hoàng người thay thế thay hắn đi đàm phán ảnh hoàng người độ trung thành không thể chê điểm trọng yếu nhất ảnh hoàng người có đặc biệt phương pháp liên lạc bọn hắn tiềm phục tại đại lục nhiều năm như vậy cửu đế gia tộc đều không có bất kỳ phát hiện nào kỳ thiên thần còn lăn lộn trở thành đại thành chi chủ, có thể thấy được thủ đoạn của bọn hắn tuyệt diệu. Giống như ảnh hoàng người đi đàm phán, Giang Giật có thể tại bất luận cái gì thành trì đều có thể liên hệ bọn hắn, dạng này hắn vị trí bại lộ khả năng sẽ phi thường thấp. Chỉ cần không bị bắt, Vũ Gia cũng không dám làm khó ảnh hoàng người, nếu không tuyệt đối sẽ gặp hắn càng thêm máu tanh trả thù. Đi, nghĩ thông suốt sự tình, Giang Giật trực tiếp độn thiên mà đi, đi phía Nam Hiên ra địa vực, hắn cũng không dám vào Vũ Gia thành trì liên tục độn thiên hai lần, Giang Giật đã tới Hiên Vương vực Tây Bắc một tòa cỡ trung thành trì bên ngoài, giờ phút này còn ban đêm muộn hắn không thể vào thành, ngay tại bên ngoài tìm một cái sơn động tùy ý nghỉ ngơi qua đêm. Hiên gia Tam vực đã sớm đình chỉ đối Giang Giật lục soát, Giang Giật trong khoảng thời gian này cũng một mực tiềm phục tại Vũ gia bốn vực, Hiên gia các trong thành trì cũng khôi phục bình thường. Tại giữa trưa hắn biến thành một cái lão giả, nghênh ngang tiến vào thành trì về sau, tìm một khách sạn lấy ra hạt châu màu xanh lục rót vào nguyên lực, để hắn vui mừng chính là vẻn vẹn nửa canh giờ, tự có người truyền âm cho hắn, cái này thành trì bên trong ảnh hoàng thủ hạ có người tiềm phục tại đây. Tại hai nén hương về sau, bên ngoài có người gõ cửa, hắn thần thức dò xét ra ngoài càng là khẽ giật mình, bởi vì tới là một người quen, kỳ gia trưởng lão kỳ thiên vũ, trước kia tại đạm đài thành nội dẫn đội đến đây kỳ gia thống lĩnh. Kỳ thiên vũ bái kiến công tử, giang giật đánh mở cửa về sau, kỳ thiên vũ đi tới thẳng tiếp đơn dưới gối quỳ. Giang giật vội vàng đỡ dậy hắn, mỉm cười nói, thiên vũ trưởng lão, người làm sao lại tại trong thành này. Kỳ thiên vũ có chút kích động nhìn qua gian giật, nói công tử, ta vừa rồi cũng không tại thành này, mà là tại phụ cận thành trì, người phía dưới đưa tin cho ta, ta lúc này mới chạy tới. Công tử tập sát vũ nghịch, phá hồng vũ thành, giết vũ gia tiểu thư con rể, huyết tẩy bốn vực 16 thành, làm cho vũ gia nâng thành thăng cờ trắng, danh chấn đông hoàng đại lục. Tộc trưởng để cho ta dẫn người bí mật ẩn núp tới, toàn lực phụ trợ công tử, hết thảy duy đại nhân mã thủ là xem ây giang giật không hiểu nội tâm ấm áp cảm giác không phải một người tại chiến đấu mệnh lệnh này khẳng định là ảnh hoàng hạ đạt kỳ thiên vũ dẫn người tới cũng sớm có chết giác ngộ đoán chừng hắn không liên hệ bọn hắn kỳ thiên vũ mấy người cũng thời khắc chú ý vũ ra bốn vực tình huống thời khắc tất yếu hội từng cái đi chịu chết cũng muốn bảo vệ hắn hắn nhớ tới cái kia điệp nữ tộc nhớ tới nàng kiêu uyển chuyển thân thể trầm giọng hỏi hồ đan ni cùng hai đứa bé còn tốt chứ rất tốt, kỳ thiên vũ gật đầu nói, hai đứa bé thiên tư rất không tệ, đã trải qua rồi tu luyện. Phu nhân khí sắc cũng không tệ, liền là hơi nhớ nhung công tử, khi ta tới đến hỏi nàng có lời gì muốn dẫn cho công tử sao nàng không nói gì, nhưng thuộc hạ có thể nhìn ra nàng rất lo lắng công tử, thường xuyên hỏi thăm công tử tin tức. Ừm, có thời gian ta trở về nhìn một chút các nàng đi. Giang giật khe khẽ thở dài, lập tức nghiêm mặt nói ta liên hệ các ngươi là có chính sự, ta cần các ngươi giúp ta đi cùng vũ ra đàm phán, ta không thể ra mặt, các ngươi cũng yên tâm, chỉ cần ta không chết, vũ gia không dám động các ngươi. Bất quá, chúng ta còn muốn kỹ càng thương nghị hạ làm sao đưa tin, các ngươi tình báo truyền thâu nhất định muốn chú ý, tuyệt đối không thể bại lộ, bị vũ gia theo truy sát đến kỳ gia. Kỳ thiên vũ cẩn thận nghe xong giang giật về sau, trầm tư một lát. Rất nhanh lên một chút đầu nói, công tử yên tâm, đã nhiều năm như vậy cửu đế gia tộc cũng không có đem chúng ta cho móc ra, lần này cũng không được. Cùng vũ gia đàm phán ta tự mình đi, nhất định giúp người đem tô tiểu thư cho mang về. chương 968, ta muốn cổ khí. Vũ ra bốn vực hơn 200 vạn thành trì, trong vòng một đêm toàn bộ treo cờ trắng, bốn vực nội cờ trắng bồng bình, được không hùng vĩ, cũng làm cho đại lục con dân một mảnh xôn xao. Cờ trắng, kia là đầu hàng chuyên dụng, một người cùng một cái gia tộc đối kháng, vẫn là chiếm cứ tại Đông Hoàng đại lục hơn 70 vạn năm cự vô phách gia tộc. Cái này gia tộc nghiêng tộc chi lực giết không được một người, đây là một cái mới 23 tuổi người trẻ tuổi, cuối cùng bị bức phải bốn vực treo cờ trắng, yêu cầu đàm phán. Mất mặt a, à, cái này cờ trắng một chàng, tự liền còn lại bát đế gia tộc đều cảm giác trên mặt nóng lên, đường đường cửu đế gia tộc bị buộc đến mức này, thật mất thể diện, vũ ra mặt mũi xem như triệt để quét sân. Đương nhiên, cũng có người thông minh nghĩ đến trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Đại gia tộc quan trọng nhất mặt mũi, sang giật giết chút người này đối với vũ gia tới nói hoàn toàn là mưa bụi, coi như lại giết gấp 10 gấp trăm lần người đều dao động không được vũ gia căn cơ, vũ gia vì sao như vậy không có cốt khí. Sự tình ra khác thường tất có yêu, vũ gia rất có thể là mà tính, cố ý thiết sáo, dẫn giang giật đi đàm phán từ đó đánh giết. Chỉ cần có thể giết được giang giật, thế nhân không chỉ có sẽ không nói vũ gia không có cốt khí, ngược lại sẽ khen lớn vũ gia thông minh, dù sao cho giang giật tiếp tục giết tiếp, cũng là một kiện chuyện rất mất mặt. Vũ gia cờ trắng một tràng, giang giật quả nhiên đình chỉ tập sát, mà lại về sau 3 ngày đều dị thường bình tĩnh, không còn có xuất hiện. Ngày thứ tư, Bắc Tuyết vực bên trong một tòa đại thành truyền tống trận phát sáng lên, một tên toàn thân mặc hắc giáp, mang trên mặt mặt nạ nam tử gia trong truyền tống trận, mà tại Vũ Gia Cường giả thần thức đảo qua về phía sau, càng là toàn bộ kinh ngạc không thôi. Bởi vì người này dưới mặt nạ trên mặt đều là vết sẹo, răng khắp nơi, hoàn toàn không nhận ra hắn là ai, khuôn mặt hoàn toàn cho hủy đi. Tại rất nhiều hộ vệ đem hắn vây quanh về sau, hắn không có nửa điểm kinh hoàng, trầm giọng mở miệng nói, toàn bộ lăn đi, ta là Giang giật công tử sứ giả, các ngươi vũ gia không phải cần đàm phán sao. Giang giật sứ giả, bên ngoài truyền tống trận hộ vệ lập tức đao kiếm ra khỏi vỏ, đằng đằng sát khí, có mấy người thậm chí bắt đầu vận chuyển nguyên lực, trong mắt đều là hận ý, đối với vũ gia người mà nói, Giang giật hai chữ tựu đại biểu cho khuất nhục. Muốn giết ta, cái này hắc giáp người dĩ nhiên chính là kỳ thiên vũ, hắn lặng lẽ quét qua, đùa cợt nói ra, có gan ngươi bọn họ động thủ thử một chút ta ra công tử nói, ta như chết một lần, hắn thể giết các ngươi vũ ra trăm vạn người chôn cùng. Muốn chết, vũ ra một tên thống lĩnh giận tím mặt liền muốn động thủ, bất quá lúc này trong phủ thành chủ mấy đạo thân ảnh bắn nhanh mà ra, một tên người mặc hoa bào lão giả giống to, toàn bộ dừng tay, hai quân giao chiến, không chém xứ, chẳng lẽ chúng ta vũ ra điểm ấy khí lượng đều không có vậy sẽ để người trong thiên hạ chê cười. Lão giả dẫn người bay thấp xuống tới, chắp tay nói, tại hạ bắc tề thành thành chủ vũ mạnh, các hạ xưng hô như thế nào? Kỳ thiên vũ âm thanh lạnh lùng nói, tại hạ vô danh, vũ mạnh đưa tin cho các người vũ ra đi, để các người gia tộc đại nhân vật ra nói, việc này ngươi khẳng định không làm chủ được. Làm càn, một tên thống lĩnh gầm thét, kỳ thiên vũ y tứ quá rõ ràng, vũ mạnh không có tư cách cùng hắn nói. Vũ mạnh khoát tay áp chế thống lĩnh, trầm tựu nói ra, vô danh người theo ta đi bắc đế thành như thế nào nghịch công tử truyền lời, Giang giật hoặc là hắn sứ giả tới, đều có thể đi bác đế thành nói. Không đi, kỳ thiên vũ rất quả quyết nói ra, cần ngay tại cái này nói, không nói các người hoặc là giết ta, hoặc là lão tử đi. Ây, phụ cận thống lĩnh mặt mũi tràn đầy nổi giận, vũ mạnh cũng sắc mặt trầm xuống, cái này đàm phán sứ giả cùng Giang giật tính khí giống nhau như đúc A, à, quá bá đạo, chẳng lẽ lại hắn muốn mời vũ nghịch tới nói. Cho ta xin chỉ thị một phen, vô danh, vào thành chủ phủ an tọa như thế nào tại cái này nói cũng không phải chuyện gì. Vũ Mạnh dừng một chút trầm giọng nói, kỳ thiên vũ lần này không có cự tuyệt, nghênh ngang tại một đám cường giả nhìn chằm chằm phía dưới đi vào phủ thành chủ, còn trực tiếp ngồi ở đại điện chủ vị, muốn bao nhiêu phách lối có bao nhiêu phách lối, thấy vũ ra người hận đến thẳng cắn hàm răng. Vũ Mạnh để cho người ta đem tin tức thông qua đưa tin mật trận truyền cho đi Bắc Đế Thành, bên kia rất nhanh có tin tức, Vũ Nghịch tự mình tới nói, để Vũ Mạnh không nên khinh cử vọng động, ổn định cái này xứ giả. Vũ gia tại thời khắc này cũng náo nhiệt, vô số người lặng yên điều động đi bắc tề thành phụ cận, rất nhiều có được đặc thù thần thông võ giả cũng triệu tập mà đi. Cơ thính vũ đoán được cái này sứ giả khẳng định không phải giang giật, nàng hoài nghi giang giật hẳn là liền tại phụ cận, giống như vận khí tốt có thể trực tiếp cầm xuống giang giật, phía sau kế hoạch hoàn toàn liền không có tất yếu thi hành. Điều tra kết quả để vũ nghịch rất thất vọng, cũng không có tại phụ cận tìm tới bất luận cái gì người khả nghi, thậm chí khả nghi tình huống đều không có, hắn chỉ có thể tự mình truyền tống đi bắc tề thành, Vũ Nghịch đạt được Bắc Hoàng ủy quyền, gia tộc hết thảy nhân lực đều có thể điều động, sở dĩ hắn mang theo một tên bán thần truyền tống mà đến, tiến vào phủ thành chủ gặp Kỳ Thiên Vũ. Kỳ Thiên Vũ vẫn như cũ nghênh ngang ngồi tại chủ vị, không có đứng dậy ý tứ. Lần này dùng Vũ Mạnh lòng dạ đều đứng không yên, liền muốn lên tiếng, Vũ Nghịch lại hờ hững lấy khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía sau lưng bán thần. Đây không phải Giang Giật, kia bán thần cường giả thần thức nhìn lướt qua Giang Giật, rất khẳng định truyền âm nói. Một người lại thế nào cải biến linh hồn khí tức, lại thế nào biến hóa bề ngoài, có một chút là không cách nào cải biến. Cái kia chính là sinh mệnh khí tức, kỳ thiên vũ năm nay 40-50 tuổi, sinh mệnh khí tức đã rất già nua, giang giật đây là quả quyết bắt trước không được. Vũ nghịch trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, ánh mắt khóa chặt kỳ thiên vũ nói, ngươi là giang giật sứ giả hắn có thể từng để ngươi mang nói cái gì. Kỳ thiên vũ liếc mắt một cái liền nhận ra vũ nghịch, không bằng hắn bất động thanh sắc. Trầm giọng nói ra, ngươi có thể đại biểu vũ gia Bỉ nhân là vũ gia đại cung phụng võ tốt, đây là nhà tan nghịch công tử. Vũ nghịch không nói chuyện, sau lưng bán thần cường giả mở miệng, gia chủ tự mình hạ lệnh, nghịch công tử có thể đại biểu vũ gia toàn quyền xử lý việc này. Võ tốt, kỳ thiên vũ đôi mắt co rụt lại, cái này võ tốt thế nhưng là có rất nhiều tên, hắn là bác hoàng đường đệ, là bác hoàng kia một đời rất nổi danh một nhân vật, thực lực cũng tại 10 năm trước đạt đến bán thần, tại vũ gia quyền thế ngập trời. Kỳ thiên vũ đứng lên, đối võ tốt chắp tay, bất luận là địch nhân vẫn là bằng hiếu, đối với cường giả tối đỉnh kia đều nhất định muốn tôn trọng, kia là đối võ đạo tôn trọng, hắn mở miệng nói, ta ra công tử nói, giao ra tô như tuyết, hắn tuyệt sẽ không tiếp tục công kích nhà của các ngươi thành trì. Ha ha, vũ nghịch đùa cợt cười một tiếng, nói, giang giật phá nhà chúng ta 16 thành, giết 7, 8 vạn người, một câu không còn công thành coi như xong không trả giá một điểm đại giới, chúng ta như cứ như vậy đem tô như tuyết giao ra, chúng ta vũ ra về sau tại người trong thiên hạ trước mặt như thế nào ngẩng đầu. Kỳ thiên vũ trầm mặc một hồi, nói các người muốn thế nào điều kiện có thể khai, cụ thể ta không cách nào quyết định, ta có thể chuyển đạt cho công tử. Chuyển đạt, vũ nghịch đôi mắt sáng lên, hắn cần liền là chuyển đạt, kỳ thiên vũ không có huyễn ảnh thần thông, nhà bọn hắn chiêm tinh sư có thể một đường truy tung, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới giang giật lại bố cục đánh giết. Hắn rất nhanh mở miệng nói, yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, thả người có thể, nhưng nhất định phải đền bù chúng ta tổn thất đồng thời hắn còn muốn hướng người trong thiên hạ thông cáo về sau tuyệt không cùng chúng ta vũ ra là địch không phải bước vào đông hoàng đại lục một bước đền bù các ngươi tổn thất kỳ thiên vũ trong mắt chợt lóe sáng vũ ra ra đại nghiệp đại còn thiếu những vật này nhà bọn hắn cái gì không có a à. hắn nghĩ lại cũng hiểu vũ ra đây là muốn một cái hạ bậc thang a chỉ ít trên mặt mũi tốt hơn phải đi hắn dò hỏi các ngươi muốn cái gì cổ khí Vũ Nghịch rất khẳng định nói ra, ta muốn giang giật tại luyện ngục phế tích bên trong đạt được cổ khí. chương 969, trao đổi. Vũ Nghịch yêu cầu, kỳ thiên Vũ không có cách nào đáp ứng, việc này chỉ có giang giật có thể làm chủ, sở dĩ hắn truyền tống rời đi. Hắn cũng không trở về hiên vương vực, mà là tại Vũ gia bốn vực bốn phía truyền tống, dù sao hắn là sứ giả, cũng không ai dám ngăn lại hắn, hắn nhưng là cầm Vũ Nghịch cho lệnh bài. Hắn truyền tống mười mấy cái truyền tống trận, cuối cùng lại bắc đế vực một cái bên trong tòa thành lớn ở. Kỳ thiên vũ khẽ động, vũ nghịch người lập tức bốn phía theo dõi, chiêm tinh sư một mực tập trung vào hắn, bên cạnh hắn thời khắc đều có người mật thiết dò xét, muốn nhìn một chút hắn cùng ai liên hệ, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới gian giật. Để vũ nghịch rất thất vọng chính là, kỳ thiên vũ một mực không có cùng bất luận kẻ nào liên hệ, tại bên trong tòa thành lớn ở lại về sau, thư thư phục phục tắm rửa một cái ăn bữa cơm ngủ một giấc, ngày thứ hai tiếp tục truyền tống hắn mang theo vũ nghịch thủ hạ một đám người vòng quanh, đi dạ ra địa bàn, cuối cùng lại truyền tống đi dạ ra phía nam một cái thượng cổ thế gia địa bàn, trong vòng một ngày truyền tống mấy trăm lần, đem người theo dõi mệt đến ngất ngư. Ngày thứ ba vẫn là truyền tống, kỳ thiên vũ không thiếu tiền, lần này giang giật cho hắn vài tỷ thiên thạch, để hắn tùy ý truyền tống. Hắn đi phía đông tà ra địa bàn, mà lại truyền tống tốc độ đặc biệt nhanh, vũ nghịch người đã theo không kịp. Bởi vì vũ nghịch truy tung người cũng không phải một cái hai cái, chiêm tinh sư, thần văn sư, bán thần cường giả, không gian đạo văn cường giả, công kích linh hồn cường giả các loại chờ một đám người. Bọn hắn ngay từ đầu theo ở phía sau một đường truyền tống, nhưng ra vũ ra địa bàn không dám truyền tống, rất sợ bị người phát hiện, sở dĩ chỉ có thể dựa vào chiêm tinh sư cùng thần văn sư một đường truy tung. Kỳ thiên vũ dẫn một đám người vòng quanh, giang giật lại là tại ngày thứ hai tự nhận được tin tức. Lý do an toàn hắn nhận được tin tức về sau, trước tiên đem truyền tin tức người thu vào đế cung bên trong, ra khỏi thành độn thiên rời đi. Hắn đã tới giã ngoại về sau, biến ảo bên ngoài cùng linh hồn khí tức, lúc này mới suy nghĩ. Vũ nghịch yêu cầu rất quá đáng, nhưng càng là quá phận yêu cầu, giang giật càng là tin tưởng tô như tuyết hoàn toàn chính xác ở trong tay bọn họ, bằng không bọn hắn nếu là dám đùa hắn, cuối cùng khẳng định sẽ bị huyết tinh trả thù. Tô như tuyết nhất định phải cứu, để hắn thể vĩnh viễn bất hòa vũ ra là địch, không tiến vào đông hoàng đại lục cái này không có vấn đề. Lời thề cái giấm cũng không bằng, hắn cũng có thể lập tức rời đi Đông Hoàng Đại Lục, trở lại tội đảo đi, huyền thần cung đều có thể từ bỏ, chờ tu luyện tới bán thần đỉnh phong, chờ có đầy đủ thực lực, hắn lại giết trở lại Đại Lục. Lịch sử là bởi người thắng sửa, đối với thanh danh giang giật cũng không coi trọng. Năm đó hắn tại thiên tinh Đại Lục gánh vác một thế bêu danh, ngư phản thần võ quốc, sau đó hắn thực lực trở nên cường đại xương bá thiên tinh Đại Lục, đồng dạng bị thế nhân chỗ tán thưởng, bị cho rằng là chúa cứu thế. Sở dĩ cái này lời thề cùng cầu thí đồng dạng rẻ mạt, Hắn có thể thề, chỉ cần tôi Như Tuyết có thể an toàn trở về. Còn cổ khí, hắn lại có chút không nỡ, cái này đồ vật là hắn diệt sát vũ gia nhất tộc hy vọng. Đúng rồi, luyện ngục phế tích sau khi ra ngoài không có ký ức, bọn hắn nhiều nhất ghi chép ta được đến một kiện cổ khí, ai cũng không biết là cái gì cổ khí a. Giang giật tâm niệm vừa động, dù sao Vũ Nghịch không biết hắn đạt được cái gì, không bằng làm một cái hàng giả đi thật giả lẫn lộn chỉ cần là cổ khí là được, còn như uy lực như thế nào hắn cũng mặc kệ bề ngoài nhìn uy mãnh là đủ. Trong tay hắn đế cung lóe lên, đem đưa tin người thả ra, lập tức trầm giọng nói ra, người hồi phục kỳ thiên vũ, đầu thứ nhất xin lỗi không là vấn đề, còn như cổ khí các ngươi đi bí mật mua một cái, tùy ý làm cái bề ngoài uy mãnh điểm, nhưng không có gì thực dụng cổ khí. Dù sao một tay giao người, một tay giao bảo vật, tôi như tuyết cứu về rồi, các ngươi đừng quản ta một đường mang theo truyền tống đi tội đảo, chỉ cần ta không lộ diện, vũ nghịch cũng không dám truy sát các ngươi. Nói xong Giang giật trực tiếp độn thiên rời đi, địch nhân rất có thể truy tung người này khí thức tìm đến, hắn không thể không phòng. Chính như hắn vừa rồi nói, chỉ cần hắn không chết kỳ thiên vũ bọn người liền là an toàn. Cẩn thận là không sai, không bằng hắn đánh giá cao vũ gia nhân viên tình báo năng lực, đánh giá thấp ảnh hoàng thủ hạ tình báo truyền lại năng lực, người này thẳng đến trở lại phụ cận thành nội, cũng không có bị bất luận kẻ nào truy tung. Ảnh hoàng nhất tộc là điều tra tình báo tối cường nhất tộc, không có cái thứ hai không phải ảnh hoàng nhất tộc, yêu tộc năm đó tự bị đuổi tận giết tuyệt, tội đảo cũng đã sớm hóa thành cho bụi, kỳ thiên thần nhất tộc tại đại lục ẩn núp mấy vạn năm đều không có bị phát hiện, có thể thấy được lốm đốm. Kỳ thiên vũ người cũng dựa theo gian giật ý tứ bắt đầu tìm kiếm cổ khí, cổ khí rất hy hữu, bất quá rất nhiều thượng cổ phế tích bên trong đều có một ít, loại kia trông thì ngon mà không dùng được cổ khí cũng dễ dàng mua. Chỉ là một ngày tìm một kiện cổ khí, hao tốn một tỷ thiên thạch ra mua. Kỳ thiên vũ cũng đã nhận được đặc thù đưa tin, dẫn một đám người bắt đầu hướng Bắc Tề Thành truyền tống về đến, lượn quanh Đông Hoàng Đại Lục nửa cái giới, đem một đám người đùa bỡn xoay quanh, hắn hao tốn hai ngày thời gian, truyền tống về Bắc Tề Thành gặp mặt Vũ Nghịch, đồng ý điều kiện của hắn. Vũ Nghịch lại trần chờ, nói muốn cân nhắc nửa ngày, vứt xuống kỳ thiên Vũ đi phủ thành chủ trong hậu viện. Hậu viện một cái nhã các bên trong, một cái váy vàng nữ tử ngay tại cắt may hoa cỏ, sắc mặt điềm tĩnh lạnh nhạt, như một vị hoa tiên tử. Nhìn thấy cơ thính vũ, Vũ Nghịch nội tâm không hiểu an định rất nhiều, hắn đi tới, khe khe thở dài nói, trước mắt không có bất kỳ cái gì giang giật hành tung, hắn sứ giả mang đến chỉ thị của hắn, đồng ý điều kiện của chúng ta, ta đoán chừng hắn lấy được cổ khí rất có thể là hàng giả, thính vũ, làm sao bây giờ? Hàng giả tự hàng giả đi, các người vũ ra ra đại nghiệp đại, cũng không kém cái này bảo vật. Cơ thính vũ cũng không có ngừng công việc trong tay, cầm một cái cái kéo cắt xén hoa cỏ, dừng một chút mới nói ra, hắn muốn người ngươi tự cấp thôi, người này ta vốn là chuẩn bị đưa cho hắn. Cho hắn, vũ nghịch mày kiếm một khóa, hỏi, nếu là hắn mang đi người, tiếp tục công kích chúng ta làm sao bây giờ? Hắn sẽ không mang đi người. Cơ thính vũ xoay đầu lại cười nói, giang giật rất cẩn thận, ta đối với hắn hiểu rất rõ. Nếu như ta không có đoán sai, lần này hắn cũng sẽ không ra mặt, mà là một đường lặng lẽ hộ vệ theo đuôi, hắn sẽ đem tô như tuyết đưa đi tội đảo. Yên tâm đi, ta phía sau bố trí đã trải qua rồi, lần này không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là tai kiếp khó thoát. Nhìn qua cơ thính vũ kiên nụ cười mê người, kia bầy mưu nghĩ kế thần sắc, vũ nghịch toàn thân buông lỏng, nhẹ gật đầu đi ra ngoài cùng kỳ thiên vũ bắt đầu giao dịch. Kỳ thiên vũ không có mạo muội giao ra cổ khí, mà là trầm giọng nói ra, ta ra công tử nói, chỉ cần tô tiểu thư bình an rời đi đông hoàng đại lục, hắn hội hướng đại lục thông cáo, hắn cũng sẽ không ở đặt chân đông hoàng đại lục. Còn cổ khí nhất định phải một tay giao người một tay giao hàng, tô tiểu thư người đâu thông không thông cáo không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, vũ nghịch cũng không có cứng cầu, vung tay lên quát khẽ nói, dẫn người đi lên. Một đám hộ vệ từ hậu viện dùng cáng cứu thương khiêng ra một nữ tử, nữ tử kia mặc một bộ váy trắng, xinh đẹp làm lòng người say, đáng tiếc nàng đang say rất nồng, tựa như một cái ngủ mỹ nhân. Là tô tiểu thư, kỳ thiên vũ đôi mắt sáng lên, cái này cùng giang giật cho hắn chân dung giống nhau như đúc, không bằng hắn cũng không có lập tức trao đổi, mà là tại lẳng lặng chờ đợi hắn biết rõ giang giật liền tại phụ cận trăm trong vạn dặm giờ phút này đoán chừng cũng đang dò xét hắn cần đạt được giang giật xác nhận như tuyết giang giật hoàn toàn chính xác tại trăm trong vạn dặm một cái ngọn núi bên trong hắn biến thành một cái yêu thú phóng thích thần niệm dò xét không thể không nói cơ thính vô tìm người rất giống quá giống cùng tô như tuyết đơn giản một cái khuôn đúc ra mà lại cũng vô dụng bất luận cái gì dịch dung thuật bất quá giờ khác này ở trong ngủ mê linh hồn yên lặng dò xét không đến linh hồn khí tức Giang giật khoảng cách xa như vậy, dựa vào thần niệm chỉ có thể dò xét cái đại khái, sở dĩ hắn dò xét mấy lần, rất nhanh bóp nát trong tay một cái ngọc phù. Hưu, vẹn vẹn nửa canh giờ, Bắc Tề Thành trong truyền tống trận một bóng người truyền tống mà đến, đây là Kỳ Thiên Vũ một cái thủ hạ, hắn truyền tống tới sau lập tức truyền âm cho Kỳ Thiên Vũ nói, công tử nói, có thể trao đổi. Giang giật quả nhiên tại phụ cận, Vũ nghịch lặng yên đánh một thủ thế, trong mắt lóe lên một tia cười nhạt ý, đương nhiên còn có một tia làm sao đều che giấu không ngừng sát khí. chương 970, Phục Kích, quan tâm sẽ bị loạn, cơ thính vũ đoán chắc giang giật tâm tư, nàng rất rõ ràng giang giật là một cái người rất thông minh, tỉnh táo thời điểm rất đáng sợ, rất khó bắt hắn lại lỗ thủng Đã như vậy, vậy liền để hắn không tỉnh táo, một cái giả tô như tuyết cũng đủ để cho hắn mất đi tỉnh táo, chỉ cần hắn không tỉnh táo, vậy liền không còn là không có kẽ hở. Chỉ cần bắt được một điểm lỗ thủng đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục, cũng kỳ như giờ phút này, cái này giả mạo tô như tuyết bị cơ thính vũ động tay động chân, linh hồn ngủ say, giang giật trong lòng nghĩ không phải cái này tô như tuyết giả, mà là coi là bị hạ độc, coi là vũ nghịch muốn lợi dụng độc dược giải dược đến ràng buộc hắn. Tô tiểu thư thế nào? Bắc tề thành, kỳ thiên vũ lông mày nhíu chặt, nhìn qua tô như tuyết hỏi. Hắn phi thường tinh tường tô như tuyết đối với giang giật trọng yếu bực nào, vì nữ tử này hắn không tiếc cùng vũ ra là địch, huyết tẩy bốn vực, hắn tự nhiên muốn hỏi rõ ràng, không dám tùy ý mang đi. Vũ nghịch trầm tự nói ra, nữ tử này năm đó truyền tống đến tổng biện lúc, thực lực quá thấp, siêu viễn cự ly truyền tống, linh hồn bị chấn động. Nếu không phải là chúng ta dùng linh dược treo đã sớm chết, các người mang đi lúc tốt nhất khác đừng cưỡi truyền tống trận, nếu không chết cũng đừng lại chúng ta. Còn nàng có thể hay không tỉnh táo lại, tự xem giang giật có thể hay không tìm được đỉnh cấp linh hồn tiên dược, tốt. Cổ khí đâu, không thể cưỡi truyền tống trận, Kỳ thiên vũ kinh hãi, không thể cưới truyền tống trận bọn hắn làm sao mang tô như tuyết rời đi chẳng lẽ lại cưới thiên cơ thuyền đi tội đảo khoảng cách xa như vậy, không nói trước vũ ra có thể hay không làm cái quỷ gì, liền nói trên đường an toàn cũng đủ làm cho bọn hắn nhức cả trứng, giang giật thế nhưng là nói để bọn hắn hộ tống đi tội đảo, vạn nhất có cái sơ suất, bọn hắn tự muôn lần chết không thể chuộc tội. Hắn thần thức hướng tô như tuyết tìm kiếm, phát hiện linh hồn nàng hoàn toàn chính xác rất suy yếu tựa như trong gió một chiếc ánh nến bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt hắn cũng không dám vọng động, thần thức hướng trong thành thủ hạ quét tới truyền âm một câu, người kia rất nhanh truyền tống rời đi, một nén nhang sau mang theo trăm người truyền tống mà tới. Ừ, gần đây trăm người một truyền tống ra, lập tức để thành nội hộ vệ khẩn trương không thôi, bởi vì cái này trăm người toàn bộ đều là thượng giai thiên quân trở lên cường giả, còn có 30 người đạt đến thiên quân đỉnh phong. Giang giật thế mà có thể có nhiều như vậy cường đại thủ hạ chẳng lẽ là tội đảo người. Vũ Nghịch Thu được truyền báo về sau, mày kiếm một khóa, ám đạo vũ ra ngành tình báo đều là. Nhiều như vậy gian tế ẩn núp vào đây, thế mà không có bất kỳ cái gì tiếng gió, cái này nếu là lôi bán tiên mấy người cũng trà trộn vào đại lục đến, cửu đế gia tộc còn có bao nhiêu người bị bọn hắn diệt sát a à? Kỳ thiên vũ để phần lớn người chờ ở bên ngoài với, chỉ là để bốn người tiến vào phủ thành chủ, hắn cũng lấy ra cổ khí ném cho vũ nghịch, để bốn người kia khiêng đi tô như tuyết rời đi. Truyền cáo giang giật, nam nhi tự nhiên có tin, nếu là không tín, tự gánh lấy hậu quả, Vũ Nghịch dò xét thoáng cái cổ khí, biết rõ là cái đồ rác rưởi, lạnh giọng cùng Kỳ Thiên Vũ nói một câu quay người hướng về sau viện đi đến. Kỳ Thiên Vũ mấy người cũng mang người tại vô số cường giả hộ vệ nhìn dưới, nhanh chóng hướng thành tây đi đến. Ra cửa thành phía tây, Kỳ Thiên Thần lấy ra một chiếc cỡ trung thiên cơ thuyền, làm cho tất cả mọi người lên thuyền nhanh chóng về phía tây bên cạnh bay đi. Đồng thời thông qua thủ đoạn đặc thù bắt đầu để cho người ta đưa tin cho Giang Giật, đem tình báo phản ứng cho Giang Giật, thỉnh cầu chỉ thị tiếp theo. Giang giật lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không dám đi tới gần thiên cơ thuyền, hắn đạt được đưa tin sau cũng nhất cả chứng. Đoạn đường này dạng này bay đi, không nói thời gian muốn hơn một năm, trên đường chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Vấn đề là, ai dám cầm tô như tuyết tính mệnh đi cược linh hồn của nàng quá yếu quá yếu, truyền tống hoàn toàn chính xác rất dễ dàng linh hồn sụp đổ, triệt để tử vong. Liên hệ đường ra thiên cơ thuyền, bao nhiêu thiên thạch đều được, để bọn hắn hộ tống đi lâm hải vực chờ xuất hải sao lại theo tội đảo triệu tập cường giả hộ tống. Cuối cùng Giang giật nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng, giống như có thể ngồi đường ra thiên cơ thuyền, không chỉ có tốc độ hội nhanh rất nhiều, mà lại cũng sẽ an toàn rất nhiều. Kỳ thiên vũ người vội vàng đi liên hệ đường ra, nhưng đường ra lại cự tuyệt, đường ra mặc dù một mực mặc kệ đại lục phân tranh, chỉ cần có tiền kiếm cái gì đều làm. Nhưng loại này trái phải rõ ràng vấn đề bên trên, vẫn là không dám làm loạn. Giang giật thế nhưng là tội đảo gian tế, đây là thông đồng với địch, cùng cửu đế gia tộc là địch A. Bất quá, đường ra biểu thị, có thể bán một chiếc đỉnh cấp thiên cơ thuyền cho giang giật, giá cả 3.000 ức. Mua mua mua, vô tận biển sâu không kém thiên thạch, vì tôi như tuyết an toàn, điểm ấy thiên thạch không tính là gì. Không cần giang giật hạ lệnh, kỳ thiên vũ trực tiếp đưa tin cho kỳ thiên thần, kỳ thiên thần trực tiếp hạ lệnh mua, đồng thời lần nữa điều tập hơn 1.000 siêu cấp cường giả bí mật lẻn tới, hộ vệ tôi như tuyết an toàn. Đỉnh cấp thiên cơ thuyền tốc độ không tệ, vòng bảo hộ rất mạnh, sơn phỉ quân đoàn cũng không dám trêu chọc loại này đỉnh cấp thiên cơ thuyền. Có hơn một ngàn siêu cấp cường giả uy hiếp, sơn phỉ quân đoàn càng là không dám làm loạn, chỉ cần giang giật không lộ diện, không bị đánh giết, kỳ thiên vũ bọn người hẳn là an toàn. Tại một tòa trong thành nhỏ, kỳ thiên vũ cùng đường ra giao tiếp thiên cơ thuyền, sau 10 ngày kỳ thiên thần triệu tập hơn một ngàn thượng giai thiên quân cũng đến, trong đó có hơn 100 là thiên quân đỉnh phong, ngũ tinh cường giả đạt đến 5 người những này là ảnh hoàng có thể điều động lực lượng mạnh nhất còn kém kỳ thiên thần không có phái đến đây giang giật cũng có chút thở dài một hơi có những người này hộ vệ trên đường hẳn là an toàn đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không bị vũ ra người đánh giết hắn cũng càng cẩn thận đằng sau gần như bất hòa kỳ thiên vũ bọn người liên hệ đương nhiên hắn một mực theo đuôi rời đi thiên cơ thuyền ngàn vạn dặm khoảng cách không ngừng dò xét tình huống chung quanh bảo đảm thiên cơ thuyền tuyệt đối an toàn vũ ra thành thật một mực không có người đi theo thiên cơ thuyền Giang giật không đứng ở giò xét thiên cơ thuyền bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào theo dõi. Sẽ liền muốn ra vũ ra địa bàn, đến y ra bốn vực, Giang giật cũng thật to thở dài một hơi. Quá bình tĩnh, một đỉnh núi phía trên, Giang giật lợi dụng huyễn ảnh thần thông biến thành một cái bạo hùng, hắn to lớn trong đôi mắt đều là kinh nhi, vũ ra làm sao có thể cứ như vậy buông tha hắn cứ như vậy bỏ mặc bọn hắn rời đi đây không phải cửu đế gia tộc làm việc phong cách ha. Sự tình khác thường tất có yêu. Nhưng Giang Giật không biết việc này yêu ở nơi nào hắn nghỉ ngơi nửa canh giờ, không có linh hồn mỏi mệt, lần nữa phóng thích thần niệm dò xét, giờ phút này thiên cơ thuyền hẳn là đến y ra cương vực bên trong đi. Ừ, hắn thần niệm đảo qua đi lần theo thiên cơ thuyền, dò xét đến tình huống lại làm cho hắn sợ hãi vạn phần. Thiên cơ thuyền mới vừa tiến vào y ra địa bàn, giờ khắc này ở một tòa cự đại sơn mạch bên trên, lại gặp bị cường đại công kích. Kỳ thiên vũ bọn người đang cùng một cái sơn phỉ quân đoàn kịch chiến, sai hẳn là mấy cái sơn phỉ quân đoàn kịch chiến, sơn phỉ ít nhất có mấy vạn người, cường giả vô số, kỳ thiên vũ người đã của bọn họ kinh chết đi hơn phân nửa. Cơ thính vũ, tại thời khắc này hắn rốt cuộc biết việc này yêu ở nơi nào. Cơ thính vũ xuất thủ, mà lại dùng chính là dương mưu, thu mua sơn phỉ tập kích thiên cơ thuyền, giang giật nếu là không cứu, kỳ thiên vũ cùng tô như tuyết bọn người muốn chết, nếu là cứu hắn rất có thể bị đại quân phục kích. Giết, Giang Giật có thể không cứu sao hắn có thể trơ mắt nhìn xem tôi như tuyết cùng kỳ thiên vũ bọn người chết đi sao? Đáp án là phủ định, chương 971, Phật Sơn, thiên cơ thuyền vị trí khu vực gọi Phật Sơn, là y ra bốn vực thập đại hiểm địa một trong, vùng núi này bên trong ẩn núp mấy ngàn cái sơn phỉ quân đoàn, bình thường thiên cơ thuyền khẳng định không dám theo cái này bay qua. Kỳ thiên vũ cũng biết nơi này, hắn cẩn thận mới là tốt không dám theo Phật trong núi bay qua, nhưng vùng núi này quá lớn, muốn đi vòng qua hội hao phí rất nhiều thời gian hắn lựa chọn theo tiết ngoài rìa bay qua dạng này cho dù có sơn phỉ quân đoàn cũng là một hai cỗ bọn hắn đủ để ứng phó cái này thiên cơ thuyền là cấp cao nhất theo lý thuyết sơn phỉ quân đoàn cũng không dám công kích để kỳ thiên vũ vạn vạn không nghĩ tới sự tình phát sinh tại bọn hắn theo phật bên cạnh ngọn núi bên trên lúc bay qua đột nhiên tao ngộ mấy vạn sơn phỉ tập kích cái này mấy vạn người đồng phục đều là trung gia thiên quân trở lên mặc khác biệt chiến giáp mà lại một đoàn nhỏ một đoàn nhỏ, rõ ràng không phải một cái sơn phỉ quân đoàn, mà là Phật Sơn sở hữu sơn phỉ quân đoàn cường giả đều tới. Sơn phỉ quân đoàn vừa xuất hiện, lập tức công kích thiên cơ thuyền, một vòng công kích phía dưới thiên cơ thuyền vòng bảo hộ kém chút bạo liệt, đây là kỳ thiên vũ bọn người phản ứng được nhanh, trước tiên xông ra thiên cơ thuyền chặn một nửa công kích, bọn hắn cũng bởi vậy tại vòng thứ nhất công kích phía dưới chết đi hơn 200 người. Giết, 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 dầm dầm dầm, ánh tà dương đỏ quạch như máu, khắp nơi đều là công kích, các loại đủ mọi màu sắc công kích thần thông tương thiên bên cạnh chiếu dọi đến một mảnh sáng ngời, tiếng oanh minh khắp nơi không dứt tai, mặc kim liệt thạch, phía dưới sơn băng địa liệt, đá vụn bắn ra, bụi mù cuồn cuộn, phía trên không gian chấn động, từng cái từng cái khe hở như xấu xí vết sẹo không ngừng dọc theo đi phương xa, lại không ngừng khép lại, tiếp lấy lần nữa bị xé nứt. Tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết, núi đá lăn xuống âm thanh liên tiếp, huyết vụ vẩy khắp trời cao, vô số chân cụt tay đứt tại thiên không phiêu tán rơi dụng, phía dưới sơn phong đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Chiến đấu này chỉ có dùng thảm liệt hai chữ có thể hình dung, sơn phỉ nhiều người, kỳ thiên vũ bọn hắn cường giả tương đối nhiều một ít, bốn ngũ tinh cường giả công kích quá sắc bén, quét qua liền là một mảng lớn, mấu chốt là kỳ thiên vũ người hung hãn không sợ chết. Thiên cơ thuyền bên trong tô như tuyết đây chính là giang giật thích nhất nữ nhân, tuyệt đối không thể gặp bất cứ thương tổn gì, bằng không bọn hắn chết không có gì đáng tiếc. Cũng chính bởi vì điểm này, bọn hắn đều đè vào thiên cơ thuyền phía trước, tránh cho bị người công phá thiên máy thuyền vòng bảo hộ, sở dĩ bọn hắn đều trở thành bia sống, vẻn vẹn thời gian một nén nhang, bọn hắn hơn một ngàn người tựu chết đi hơn phân nửa, trong đó còn có rất nhiều thiên quân đỉnh phong, thậm chí ngũ tinh cường giả chết đi. Đương nhiên, bị bọn hắn giết chết người cũng nhiều vô số kể, một đám không muốn mạng người đem hết toàn lực công kích, đối phương rất nhiều đều là thượng giai thiên quân, quá nhiều người nhiều lắm, tùy ý công kích đều có thể đánh chúng người. Kỳ thiên vũ bên này thiên quân đỉnh phong rất nhiều, ngắn như vậy thời điểm, cũng chém giết đối phương gần vạn người. Đưa tin cho đại nhân, tuyệt đối đừng tới. Đây tuyệt đối là vũ gia quỷ kế, hắn một khi xuất hiện, vũ gia cường giả sẽ lập tức xuất hiện. Kỳ thiên vũ cũng rất nhanh suy nghĩ minh bạch, hắn đưa tin cho thiên cơ thuyền bên trong lưu thủ 10 người, 10 người kia vội vàng lợi dụng đặc thù đưa tin thủ đoạn, thông chi bọn hắn tiềm phục tại phụ cận thành trì người, đi liên hệ giang giật. Phá vây, phá vây, toàn bộ người nghe lệnh, bảo hộ thiên cơ thuyền phá vây, chúng ta đoạn hậu, cho dù chết cũng muốn bảo hộ tô tiểu thư rời đi. Đưa tin xong, kỳ thiên vũ gào thét, trên mặt hắn mặt nạ đã cởi, một tấm đều là răng khắp nơi trên mặt hoàn toàn bóp méo, nhìn dị thường kinh khủng. Hắn vì không cho vũ ra người truy tra ra tin tức của hắn, không tiếc hủy dung, giờ phút này hắn cũng dự định chiến tử tại Phật trên núi. Giết, bên cạnh hắn mấy tên bốn ngũ tinh cường giả bạo hống, trong tay các loại công kích không muốn mạng đổ xuống mà ra, đem đối phương một đám cường giả chế trụ. Thiên cơ thuyền cũng nhanh chóng vạch phá bầu trời hướng nơi xa bỏ chạy, còn lại vài trăm người ngăn tại thiên cơ thuyền đằng sau, cũng không né tránh, đứng tại chỗ không ngừng phóng thích công kích. Xử lý bọn hắn, mọi người cùng nhau công kích, một tên sơn phỉ đầu lĩnh bạo hống, hắn một tiếng hiệu lệnh phía dưới, còn lại hơn hai vạn sơn phỉ toàn bộ cùng một chỗ công kích, trong chốc lát bầu trời một mảnh lóe sáng, hơn hai vạn đạo lưu quang gào thét mà đến, tương thiên uổng phí đều xé rách ra từng đạo tuyệt đại khe hở. Kỳ thiên vũ bọn người không thể không tránh né, nếu không tất cả mọi người thần thuẫn đều sẽ vỡ vụn, biến thành thịt nát. Dầm dầm rầm mặc dù bọn hắn tránh né tốc độ đều rất nhanh, nhưng công kích nhiều lắm, ngoại trừ thiên quân đỉnh phong bên ngoài, còn lại thượng giai thiên quân toàn bộ thần thuẫn bạo liệt, thân thể bị tạc thành thịt nát. Bọn hắn hết thảy hơn một ngàn người, chỉ còn lại một trăm người không đến, thiên quân đỉnh phong cũng chiến tử hơn ba mươi người, bốn ngũ tinh cường giả lúc đầu có 10 người, giờ phút này cũng chỉ có sáu người. Hiu hiu hiu, còn lại chỉ có không đến một trăm người, cản là ngăn không được, kỳ thiên vũ bọn người thân thể hóa thành tàn ảnh phân biệt hướng một cái sơn phỉ quân đoàn phóng đi, bọn hắn dự định liều chết cũng muốn giết nhiều một chút sơn phỉ, đem bọn hắn kéo, để thiên cơ thuyền bay xa hơn chút nữa. Suy suy, làm sao biết, thiên cơ thuyền bay ra hơn 10 dặm về sau, thế mà quay đầu trở về, thiên cơ thuyền bên trong lưu thủ cường giả cũng truyền lời tới, trưởng lão, bên kia có mấy ngàn người chặn đường. Xong, kỳ thiên vũ nội tâm thở dài một tiếng, hôm nay là trốn không thoát, cái này phật sơn sơn phỉ hẳn là toàn bộ đều liên hợp lại bọn hắn là có sự mưu chặn đường thiên cơ thuyền đánh giết mọi người cũng rất có thể là vũ gia mưu kế phanh 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 mắt thấy mình người từng cái chết đi thiên cơ thuyền cũng bị người bao bọc vây quanh kỳ thiên vũ triệt để tuyệt vọng hắn điên cuồng bốn phía công kích thần thuẫn mấy lần kém chút bạo liệt hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý chỉ là nội tâm đều là ái náy không thể đem tôi như tuyết an toàn đưa đi tội đảo sau một nén nhang sắc trời càng ngày càng mờ đêm sắp xảy ra lúc. Một đạo tiếng nổ mạnh to lớn đem kỳ thiên vũ giật mình tỉnh lại, hắn nhìn thấy xa xa thiên cơ thuyền vòng bảo hộ bạo liệt, thiên cơ thuyền cũng bị lưng mỏi chém đứt. Tô như tuyết bị 10 người bảo hộ ở giữa, bên ngoài vài trăm người lại toàn bộ binh khí bên trên tỏa ra ánh sáng, muốn đánh chết tô như tuyết, hắn hoảng sợ kêu to lên, không muốn. Suy suy, vào thời khắc này, phía trên không gian đột một xuất hiện một vết nứt, một đạo bóng người vọt ra, vô số người quét tới, lại thấy được một đôi đỏ như huyết đôi mắt, cùng vô tận sát khí. Chết, hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết. Giang giật ở đây, ai dám cản ta. Người tới lãnh nhược vạn năm sông băng thanh âm vang lên, tiếp lấy một đạo âm thanh khủng bố truyền khắp khắp nơi. Phụ cận thượng giai thiên quân nghe được thanh âm toàn bộ không có cách nào công kích, ôm đầu ở giữa không trung lăn lộn, thần âm thiên kỹ thả ra. Công tử, kỳ thiên vũ bọn người kinh hô lên, vừa mừng vừa sợ vừa xấu hổ dai dứt, giang giật lạnh lùng hơi lường bọn hắn, quát khẽ nói, đi bảo hộ như tuyết suy suy giang giật một cái tay cầm nhuyễn kiếm phóng thích thần âm thiên kỹ một cái tay không ngừng phóng thích cương phong cương phong nhanh chóng ngưng tụ thành cương phong chi nhận hướng bốn phương tám hướng công kích mà đi hắn vừa ra tới tỏa định đều là đối phương bốn ngũ tinh cường giả cương phong chi nhận không cần tiền chút xuống mà đi liên tục không ngừng công kích này quá sắc bén vô thanh vô tức chỉ là trong nháy mắt lại cuồng quét một bọn người con cá mắc câu rồi tại giang giật xuất hiện một khắc này Phật Sơn Bắc Bộ bên trong dãy núi một cái sơn phỉ quân đoàn trụ sở truyền đến một đạo nhẹ nhàng tiếng thở dài, trụ sở bên trên có huyễn cảnh giang giật căn bản dò xét không đến bên trong người nằm vùng, thở dài chính là cơ thính vũ. Phó tốt thúc, động thủ, vũ nghịch cũng vụng trộm tiềm phục tại đây, hắn kích động giống to, phó tốt cùng mặt khác bốn tên bán thần lập tức đôi mắt sáng lên, thân thể sông lên trời, hóa thành năm đầu cuồng long hướng Phật Sơn Nam Bộ phóng đi. chương 972, sâu kiến lay trời, công kích. Phật Sơn Nam một bên, một cái sơn phỉ đầu lĩnh bạo hống, một số nhỏ không có bị thần âm thiên ký ảnh hưởng bốn ngũ tinh cường giả toàn bộ bắt đầu phản công. Nhưng để giang giật cùng kỳ thiên vũ bọn người kinh ngạc là đám người này không có công kích giang giật, cũng không có công kích kỳ thiên vũ bọn người, càng không có đi công kích tô như tuyết, mà là hướng bốn phương tám hướng công kích, đem giang giật bốn phía không gian toàn bộ chấn động. Quả nhiên là kế, giang giật nội tâm trầm xuống, để không gian chấn động cái này rõ ràng là phòng ngừa hắn độn thiên, hắn nổi giận hướng đem ngưng tụ ra cương phong chi nhận hướng bốn phía vọt tới, lần nữa đem hơn 10 thiên quân đỉnh phong, còn có một mảnh thiên quân võ giả rào sát, thân thể đột nhiên hướng về sau mới vọt tới, cho dù chết hắn cũng phải cùng tô như tuyết cùng chết. Như tuyết, nhìn qua bị kỳ thiên vũ bọn người vây quanh ở trung tâm trên cáng cứu thương nữ tử kia, nội tâm của hắn dâng lên vô hạn nhu tình cùng ái náy, một bên phóng thích cương phong chi nhận đem bốn phía cấp thấp thiên quân rào sát, hắn một bên phi tốc tới gần tô như tuyết, Tại cùng tới gần Tô Như Tuyết trăm trượng thời điểm, hắn đôi mắt đột nhiên co rụt lại, phát hiện một vấn đề. Cái này Tô Như Tuyết khí tức trên thân không đúng. Hắn cùng Tô Như Tuyết mặc dù không có sinh hoạt vợ chồng, nhưng hai người cùng một chỗ lâu như vậy, hắn đối với Tô Như Tuyết quá quen thuộc, khí tức trên người nàng cũng quá quen thuộc, nhưng nữ tử này hắn lại cảm giác rất lạ lẫm. Hắn thần thức nhanh chóng quét tới, tại nữ tử này trên thân quét một lần, đang dò xét linh hồn của nàng lúc, trên mặt hắn lập tức lộ ra nổi giận chi sắc cái này tô như tuyết là giả hắn vô cùng khẳng định bạo hống tô như tuyết tu luyện chính là tử mị thần quang linh hồn của nàng rất đặc biệt giang giật nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái lần nữa giò xét một phen rất nhanh mở to mắt giống giận cơ thính vũ cút ra đây cho ta đem thật như tuyết trả lại cho ta tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái hắn hội càng mẫn cảm giò xét đến cũng càng cẩn thận mặc dù nữ tử này linh hồn yên lặng, nhưng giang giật vẫn là giò xét đến nàng linh hồn khí tức cái này căn bản là một cái hàng giả Dầm dầm dầm, bốn phía không gian khắp nơi đều tại chấn động, đám kia thiên quân đỉnh phong căn bản không công kích giang giật, chỉ là chấn động không gian để giang giật không cách nào độn thiên, hắn bốn phía quét qua cũng nổi giận giống to, giết. Bỏ ra giá cả to lớn, đem chính mình cũng cho lâm vào tử địa, kỳ thiên vũ bọn người hơn một ngàn người, giờ phút này không đến mấy chục người, mà lại cái này mấy chục người cuối cùng đều muốn trôn xương ở đây. Như thế đại giới đổi lấy là một cái hàng giả, giang giật nội tâm nổi giận có thể nghĩ hắn điên cuồng phóng thích thần âm thiên kỹ, điên cuồng phóng thích cương phong ngưng tụ cương phong chi nhận một mảnh quét ngang, hắn cũng không đuổi theo giết những cái kia chấn động không gian sơn phỉ cường giả, gặp người tự giết, hắn biết rõ hôm nay hắn trốn không thoát, đối phương đã thiết lập ván cục, khẳng định lại có bán thần cường giả xuất hiện. Vù vù, không ra ngoài dự liệu của hắn, phía bắc năm thân ảnh vạch phá bầu trời bay vụt mà đến, năm người kia khí tức như rồng tượng, tựa như năm tòa lơ lửng đại sơn, người còn chưa tới liền để giang giật bọn người cảm giác được linh hồn đang run rẩy không cần phải nói là vũ gia bán thần cường giả. Võ tốt, kỳ thiên vũ thấy được võ tốt, đôi mắt co rụt lại, nhìn qua điên cuồng công kích giang giật, một tấm vết sẹo giao thoa mặt trở nên dị thường dữ tợn hắn ngẩng đầu nhìn đến liền muốn tối xuống bóng đêm, trong mắt đột nhiên sáng lên, truyền âm cho giang giật nói, công tử, nhanh bay đi không chung, trên không chung có cương phong, bọn hắn truy sát không được ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đào tẩu, chúng ta tự chết được có giá trị mau trốn quay đầu huyết tẩy bốn vực cho chúng ta báo thù trốn giang giật mờ mịt quay đầu nhìn thấy kỳ thiên vũ bọn người hóa thành hồng quang hướng vũ ra bán thần cường giả phóng đi hắn thân hình dừng lại bản năng muốn theo theo kỳ thiên vũ bọn người phóng đi nhưng kỳ thiên vũ đột nhiên quay đầu nổi giận hét lớn đi nếu không chúng ta chết không nhắm mắt rầm rầm dầm, kỳ thiên vũ cùng mấy chục tên thiên quân đỉnh phong điên cuồng hướng phía trước phóng đi một bên công kích mãnh liệt hoàn toàn không để ý đến bốn phía công kích, cũng không thèm để ý chút nào nơi xa lướt đến năm tên bán thần cường giả. Trốn, Giang giật nghe được kỳ thiên vũ bạo giống, rốt cuộc tỉnh táo lại, chết cũng không sợ, hắn dạng này đi chết không có bất kỳ cái gì giá trị. Kỳ thiên vũ nói không sai, hắn hẳn là nghĩ hết tất cả biện pháp đào tẩu, sau đó huyết tẩy bốn vực, cho kỳ thiên vũ bọn người báo thù. Hưu, hắn thân thể hướng trên không trung bắn nhanh mà đi, đêm đã dần dần đen lại, đoán chừng mấy ngàn trượng phía trên không trung đã có rất nhiều cương phong, chỉ cần hắn bỏ chạy mấy vạn trượng không trung, tự có cơ hội sống sót, liền có thể độn thiên thoát đi. Ong ong ong, bốn phía không gian chấn động không ngớt, tựa như nổ hải bên trong sóng lớn, giang giật mặc dù có thể hướng giữa không trung bay đi, nhưng tốc độ chậm rất nhiều rất nhiều, muốn sông lên mấy vạn trượng không trung, ít nhất cần 10 hơi thời gian. Phó tốt bọn hắn sẽ cho giang giật thời gian này sao? Đáp án là phủ định năm người giờ phút này khoảng cách còn có hơn 20 dặm, lại đồng thời xuất thủ, đồng phục vỗ ra đại thủ ấn, để không gian kịch liệt chấn động. Bọn hắn đều không có cảm ngộ qua không gian đạo văn, nhưng bán thần cường giả tùy ý xuất thủ một kích cũng có thể làm cho không gian kịch liệt chấn động, để giang giật đào tàu tốc độ chậm hơn. Giang giật vừa rồi vốn là cảm giác tựa như nộ hải bên trong một chiếc thuyền nhỏ, giờ phút này càng giống hải khiếu bên trong lục bình, tốc độ phi hành lần nữa giảm bớt mấy lần. Ha ha ha, Giang giật cầu tặc, người còn muốn trốn võ tốt tiếng cười to vang vọng khắp nơi, lúc đầu lần này cơ thính vũ nói muốn dẫn 10 cái bán thần cường giả tới, lại bị võ tốt bác bỏ. Mặc dù bọn hắn năm cái dưới thần cũng không phải là vũ gia nhất cường đại, nhưng đối phó với giang giật loại này thiên quân vẫn là nhẹ nhóm có thể nghiền ép. Bán thần cùng thiên quân kia là hoàn toàn khác biệt cảnh giới, giống như bọn hắn năm người còn giết không được một cái giang giật, bọn hắn trực tiếp tìm tường đụng chết. Công tử, kỳ thiên vũ bọn người quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy giang giật tốc độ bỗng nhiên dần dần, toàn bộ trong mắt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, cũng điên cuồng hướng năm người lao đi, tựa như năm con dập lửa bươm bướm. Sâu kiến cũng nghĩ lây trời, phó tốt bọn người cười nhạo, thân thể hóa thành cuồng long, nhẹ nhõm tránh né kỳ thiên vũ đám người công kích. Kỳ thiên vũ một đám người có các vị ngũ tinh cường giả không sai, nhưng bán thần liền là bán thần, kia là nửa cái thần tiên, đột phá một bước kia thực lực tụ tranh lệch thiên địa, ít nhất tốc độ nhanh không chỉ gấp 10 lần, kỳ thiên vũ bọn người công kích quá chậm quá chậm chết, nhìn thấy Giang giật phụ cận không gian bị chấn động đến kịch liệt, hắn căn bản chạy không thoát, võ tốt mấy người cũng không vội, nhao nhao xuất thủ công kích kỳ thiên vũ bọn người, bọn hắn chính là muốn để Giang giật nhìn xem kỳ thiên vũ bọn người tươi sống bị giết. Phanh 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 phanh, năm cái dưới thần xuất thủ, kết cục không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, kỳ thiên vũ bọn người thần thuẫn từng cái bạo liệt, cuối cùng biến thành từng mảnh từng mảnh huyết vụ, rơi giữa không trung. Giang giật nghe được tiếng nổ vừa mới quay đầu, lại nhìn thấy kỳ thiên vũ thân thể hóa thành bùn máu a a a giang giật ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên không gian chấn động đến lợi hại như thế hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát hắn dứt khoát không trốn trong mắt đều là vẻ điên cuồng trong tay một cái cự đại ụ đá con xuất hiện nguyên lực không cần tiền quán chú đi vào đồng thời hắn điều động tất cả tinh thần chi lực quán chú vào luyện thần lô bên trong một khắc cuối cùng hắn nghĩ liều mạng thôi động luyện thần lô cho dù chết hắn cũng muốn kéo một số người chôn cùng Ông, tại giang giật tinh thần nguyên lực quán chú trở ra, luyện thần lô quang mang đại thị trong chốc lát sáng như trích dương, mà kia một mực không có bị mở ra nắp lò, tại thời khắc này đột nhiên rung động kịch liệt. chương 973, ngàn dặm đất khô cằn. Thúc dục giang giật linh hồn run lên, tinh thần nguyên lực quả nhiên có thể thôi động luyện thần lô, hắn cũng mặc kệ, một mạch đem toàn bộ tinh thần chi lực liên tục quán chú đi vào, ý đồ đem luyện thần lô thôi động đến cực hạn, có thể giết mấy cái là mấy cái. Hừ hừ, trước khi chết còn muốn bị cắn ngược lại một cái. Võ tốt cười lạnh một tiếng, giang giật cái này của khí phía trên khí thức hắn cũng không có cảm giác rất khủng bố, nội tâm cũng không có nửa điểm báo động, sở dĩ hắn cùng còn lại bốn tên bán thần cũng không cho rằng có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Năm người trong mắt lạnh lẽo, nhao nhao hóa thành hồng quang hướng giang giật bay đi, chuẩn bị xuất thủ bắt lấy hắn. Không sai, là cầm xuống, không phải đánh giết, giang giật để vũ ra như thế chật vật, bọn hắn tự nhiên không thể đơn giản chết đi. Mà là chuẩn bị bắt về, ngay trước mặt của người trong thiên hạ tự mình đánh giết hắn, nếu không ở chỗ này vô thanh vô tức đánh giết, không thể vãn hồi vũ ra tôn nghiêm. Dầm dầm dầm, năm người đồng thời đánh ra đại thủ ấn, đem giang giật bên người không gian lần nữa xé rách, không gian chấn động đến càng khủng bố hơn, để giang giật thân thể hoàn toàn không thể di động, chỉ có thể giống như nộ hải bên trong lục bình đi theo sóc này lưu động. Giang giật khoanh tay chịu chết, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Võ tốt bay ở phía trước nhất, cực tốc rút ngắn khoảng cách của song phương, hắn cùng giang giật đã tới gần mấy trăm trượng, hắn một đôi đại thủ bên trên mang theo một bộ màu đen thủ sáo, phía trên phù văn lưu truyền, rõ ràng là thông linh trí bảo. Hắn chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ giang giật cương phong thần thuẫn, về đi hắn đan điền. Giang giật cương phong công kích, bọn hắn vẫn luôn có nghiên cứu, cuối cùng phán đoán uy lực nhiều nhất có thể là so lục tinh đạo văn. Thiên quân võ giả đoán chừng có thể quét ngang, ngũ tinh cường giả đều có thể diệt sát, nhưng đánh giết bán thần hẳn là còn thiếu một chút. Bán thần cường giả thần thuẫn lực phòng ngự là thiên quân đỉnh phong gấp 10, cương phong chi nhận tuyệt đối không phá nổi. 500 trượng, 300 trượng, sang giật bị chấn động đến thân thể đều di động không được, ở giữa không trung trên dưới lưu động, hắn cũng không có đào tẩu, điên cuồng thôi động luyện thần lô. Kỳ thật hắn giờ phút này đã cảm giác có thể phóng thích cửu dương chân viêm, nhưng hắn còn tại quán chú tinh thần chi lực, hắn đem tất cả tinh thần chi lực đều triệu tập ra, mục đích không cần nói cũng biết hắn muốn tiếp tục thôi động luyện thần lô, muốn phóng xuất ra tịch diệt chi hỏa, hắn muốn tiêu diệt càng nhiều người. Ông ông ong luyện thần lô nắp lò nhảy lên không ngừng, tại giang giật cuối cùng một tia tinh thần chi lực quán chú đi vào lúc, luyện thần lô quang mang lần nữa một thịnh, một cỗ khí tức kinh khủng từ bên trong truyền đến. Phía trên thần bí đồ văn du tẩu, phù văn lấp lánh không ngớt, hắn tại thời khắc này cũng gào thét toàn bộ cho ta đi chết. Lui, phó tốt rời đi giang giật vẻn vẹn chỉ có 100 trượng khoảng cách, tại một giây sau hắn liền có thể phá vỡ giang giật thần thuẫn, tiếp theo đem hắn đan điền bóp nát, nhưng hắn lại nửa bước cũng không dám đi tới. Linh hồn hắn chỗ sâu dâng lên một cỗ cực độ nguy hiểm báo động, loại này báo động hắn đời này xuất hiện qua rất nhiều lần, mỗi lần đều là gặp nguy hiểm chí mạng lúc hiển hiện, hắn cũng theo giang giật trong tay thạch trong lò cảm nhận được khí tức cực kỳ kinh khủng. Trốn, phía sau hắn mấy trăm trượng bốn cái bán thần cũng đầy mắt hoảng sợ, bằng nhanh nhất tốc độ lui lại, kia thạch lô khí tức quá kinh khủng, để bọn hắn đều có một loại nguy hiểm trí mạng cảm giác. Bọn hắn lui rất nhanh, nhưng đã muộn, thạch lô nắp lò mở ra, lò bay vụt lên giữa không trung bên trên, không ngừng biến lớn, cuối cùng lại biến thành một cái trăm trưởng lớn to lớn thạch lô, tiếp lấy thạch lô nghiêng, bên trong từng đoàn từng đoàn màu đen hỏa diễm bay ra. Tại cái kia màu đen hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, toàn trường an tĩnh, vắng lặng một cách chết chóc. A, à, vẻn vẹn yên lặng một giây đồng hồ, toàn trường tựu vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết bốn phía trong vòng phương viên mười mấy dặm sở hữu thiên quân thần thuẫn trong nháy mắt phá toái tiếp lấy thân thể giấy lên hừng ngực liệt hỏa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành cho bụi cái này tịch diệt chi hỏa khủng bố như thế giang giật bị hù dọa bởi vì hắn nhìn thấy một tên bán thần thần thuẫn lấy mắt thường tốc độ trở nên yếu kém sau đó hóa thành như bọt khí vỡ tan kia bán thần hoảng sợ kêu to lên thân thể rất nhanh giấy lên hừng ngực liệt hỏa biến thành một hỏa nhân a à, ta không muốn chết a à, nghịch công tử nhanh đưa tin cho tộc trưởng, thay chúng ta báo thù. Vũ nghịch, mau trốn, a à. còn lại mấy tên bán thần cũng căn bản trốn không thoát, toàn bộ đều hoảng sợ giống to. Giang giật cùng luyện thần lô là một thể, cái này hỏa diễm căn bản không tổn thương được hắn, đều không cần hỏa linh châu hộ thể, cũng chỉ có võ tốt bọn hắn mới biết được cái này hỏa diễm kinh khủng. Cái này màu đen hỏa diễm vừa ra, bọn hắn bằng vào thần thuẫn căn bản ngăn cản không nổi, nhiệt độ cao xuyên thấu qua thần thuẫn truyền vào bên trong thân thể của bọn hắn, để bọn hắn huyết dịch sôi trào, để bọn hắn nguyên lực nhiễu loạn, căn bản không thể trốn đi đâu được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kinh khủng hỏa diễm đem bọn hắn thần thuẫn từng điểm từng điểm đốt phá, đem bọn hắn nhục thể cùng linh hồn đốt là cho tàn. a à, nhìn xem từng cái bán thần bị thiêu chết, giang giật tựa như đang nằm mơ, mặc dù hắn đã biết từ lâu luyện thần lô bên trong tịch diệt chi hỏa có thể đốt giết thất tinh bao quát thất tinh dưới đây cường giả, nhưng giờ phút này nhìn thấy năm cái rưỡi thần sống sờ sờ bị thiêu chết, hắn vẫn là linh hồn chấn động không ngớt bán thần đây là trên thế giới này nhất tồn tại cường đại tùy ý một cái bán thần đều có thể trở thành một cái chủ thành thành chủ có thể trở thành cửu đế gia tộc đại cung phụng có thể quét ngang ức vạn thiên quân nhớ năm đó hắn tại thần tứ đảo đăng thiên phong bên trên lôi cô xuất thủ một khắc này hắn cảm thụ chính mình giống như là một con run dế lôi cô liền là thần tại lôi cô trước mặt hắn ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có không nghĩ tới hắn hôm nay có thể đốt giết năm vị bán thần mặc dù mấy cái này bán thần xem tình huống đều không có vượt qua bát tinh nhưng đây cũng là vũ gia đại nhân vật vũ gia trụ cột vướng vàng thành tựu vũ gia vô thượng bán nghiệp quyền thế cường giả tối đỉnh a à, a à, nơi xa bên ngoài mấy chục dặm thiên quân cũng chuyển tới kêu rên hẳn là phụ cận cấp thấp thiên quân chưa kịp đào tẩu bị nhiệt độ cao đốt sống chết tươi giang giật đưa mắt nhìn một cái nội tâm lấy làm kinh ngạc ngàn dặm đất khô cằn phía dưới bên trong dãy núi có cây cối toàn bộ đều giấy lên hừng hực liệt hỏa không có cây cối địa phương đất đá cũng thay đổi thành cháy đen, khắp nơi lông khói đen, liếc nhìn lại cảnh hoàng tàn khắp nơi, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Năm tên bán thần tăng thêm phụ cận còn lại hơn một vạn thiên quân toàn bộ đốt là cho tàn, kỳ thiên vũ đám người thi thể cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều biến thành cho bụi, tự liền tất cả mọi người cổ thần nguyên giới cũng hủy đến không còn một mảnh, võ tốt thông linh trí bảo cũng thay đổi thành đen xám. Xuy suy màu đen hỏa diếm tựa như từng đầu hắc long quanh quẩn trên không trung một vòng, bị hút vào luyện thần lô bên trong kia như một tòa di động tòa thành lò cũng gấp kịch biến nhỏ bay trở về giang giật trong lòng bàn tay tt tê tê, giang giật hít vào hai cái hơi lạnh cảm giác cái này lò tựa như là một ác ma ma khí hắn đem lò thu vào có chút mờ mịt sướng sở giữa không trung không biết nên đi con đường nào đúng rồi có hai cái dưới thần nói vũ nghịch mau trốn vũ nghịch tại phụ cận Mộ vậy mà giang giật tâm thần khẽ động ánh mắt nhìn về phía phương bắc trên người hắn lần nữa sát khí dâng lên hôm nay Phật trong núi liền là một cái bẫy, bố cục người khẳng định cũng tại phụ cận, vũ nghịch cùng cơ thính vũ ngay tại Phật Sơn phương Bắc. Giết, ánh mắt hắn đỏ như huyết, cũng mặc kệ vũ nghịch cùng cơ thính vũ bên người phải chăng có bán thần cường giả, thân thể như cuồng long hướng phương Bắc lao đi. chương 974, dốc hết toàn lực, tình huống như thế nào? Phó tốt bọn người cuối cùng một tiếng bạo giống quán chú một tia nhiễu loạn nguyên lực, sở dĩ thanh âm rất lớn, vang vọng phương viên mấy trăm dặm, đem sơn phỉ bên trong cứ điểm vũ nghịch cùng cơ thính vũ dọa đến nhảy dựng lên. Hưu, hai người còn chưa tỉnh hồn, bên ngoài một cái thiên quân cường giả tối đỉnh bắn nhanh mà đến, còn không có tới gần tựu bạo hống, công tử mau trốn, giang giật đem năm cái đại cung phụng cùng hơn một vạn sơn phỉ toàn bộ giết chết, mau trốn, nếu không liền đến đã không kịp. Cái gì, vũ nghịch quá sợ hãi, cơ thính vũ một mực bình tĩnh như núi giờ phút này cũng hoa dung thất sắc. Vũ Nghịch một phát bắt được bay tới thủ hạ cổ, nghiêm nghị hét lớn, người nói cái gì võ tốt thúc bọn hắn bị giang giật giết người xác định không có lầm giang giật làm sao có thể là võ tốt bọn hắn đối thủ. Cơ thính vũ rất nhanh kịp phản ứng, quát khẽ toàn thể nghe lệnh, phân tán đào tẩu. Lập tức bằng nhanh nhất tốc độ đào tẩu, nghịch công tử, lập tức bóp nát người phụ hoàng đưa cho người ngọc phù. Vũ nghịch mặc dù đôi mắt bên trong đều là vẻ không dám tin, nhưng cũng phản ứng lại, vừa rồi nghe được võ tốt đám người bạo giống các nàng không nghe lầm. Mặc kệ giang giật làm sao làm được, có tốt bọn người bị giết đây đã là sự thật hắn muốn làm chính là trước tiên đào tẩu nếu không sẽ bị giang giật vô tình giết chết ánh mắt của hắn quét qua nhìn thấy tất cả mọi người không nhúc nhích lập tức bảo hống còn đứng ngây đó làm gì theo thính vũ đi làm sau khi nói xong hắn lấy ra một cái màu đen ngọc phù dùng sức bóp nát đây là phụ hoàng hắn cho hắn bảo mệnh ngọc phù một khi ngọc phù vỡ vụn võ hoàng lập tức hội biết được cũng sẽ phái người trước tiên tới cứu viện vũ nghịch bọn hắn mang đến vài trăm người. Vũ Nghịch coi là cơ thính Vũ Nghi ấn lên lần đồng dạng biện pháp, để cho người ta dẫn tới giang giật bốn phía truy sát, các nàng lại tại nguyên địa tiềm ẩn, chờ đợi cứu viện. Vù vù, mấy trăm người cũng rất nghe lời, chạy trốn từ phía, Vũ Nghịch lấy ra chính mình không gian thần khí, chuẩn bị đem hai người đều thu vào đi, nhưng cơ thính Vũ lại lắc đầu nói, công tử, chính ngươi đi vào đi, lần này không có lần trước vận khí tốt như vậy. Giang giật rất thông minh, mà lại khoảng cách bên kia quá gần, Ta đoán chừng hắn có thể đại khái đoán được chúng ta giấu ở bên này, cho nên chúng ta đều giấu vào đi, cuối cùng khẳng định sẽ bị hắn phát hiện, người phụ hoàng người đoán chừng ít nhất phải một canh giờ mới có thể đến. A, à, Vũ Nghịch lông mày nhíu lại nói, vậy làm sao bây giờ ta tốc độ cũng không phải là rất nhanh, những người khác trốn, chúng ta cũng biện pháp để cho người ta mang theo rời đi, nếu là dạng này Đào Tẩu khẳng định sẽ để cho Giang giật đuổi kịp. Ha ha, Cơ Thính Vũ mặt mũi tràn đầy thâm tình nhìn qua Vũ Nghịch nói, công tử, yên tâm có thính vũ tại làm sao có thể để ngươi bị nửa điểm tổn thương ngươi đi vào đi, ta ra ngoài dẫn ra giang giật, giang giật chỉ cần truy sát ta, liền sẽ không đến điều tra ngươi, chờ ngươi phụ hoàng người tới ngươi tự an toàn. Không, không được, vũ nghịch cảm động đến suýt chút nữa thì khóc, đời này còn chưa bao giờ một nữ nhân đối với hắn tốt như vậy, hắn giữ chặt cơ thính vũ tay, nghẹn ngào nói ra, thính vũ, không được, muốn chết cùng chết, ngươi nếu là rơi vào giang giật trong tay, hẳn phải chết không nghi ngờ a à. Công tử, ngươi sai, Cơ thính vũ buông ra vũ nghịch tay, khẽ mỉm cười nói, giang giật coi là tô như tuyết tại trong tay chúng ta, sở dĩ hắn không dám giết ta. Người yên tâm đi, ta tự có diệu kế thoát thân, ta hiểu rõ nhất giang giật, hắn giết ta không được. Hưu, nói xong, cơ thính vũ khinh thân hướng nơi xa lướt tới, như một đóa màu vàng đám mây. Thính vũ, vũ nghịch nhìn qua cơ thính vũ rời đi thống khổ chu lớn một tiếng, nội tâm âm thầm phát thệ, như cơ thính vũ có thể an toàn trở lại bắc đế thành, hắn nhất định lập tức cưới nàng. Ha ha, cơ thính vũ nghe được vũ nghịch thanh âm cười nhạt một tiếng, nàng lần này mạo hiểm như vậy tự nhiên là có nàng nguyên nhân. Một là vừa rồi nói, hai người ẩn đi khẳng định sẽ rất nguy hiểm, một khi bị giang giật phát hiện tuyệt đối sẽ vô tình bị chém giết, liền lừa dối cơ hội đều không có, một mình nàng đi, còn có thể chập trần giang giật một phen. Hai tự nhiên là để vũ nghịch đối nàng khăng khăng một mực, có sự tình lần này, vũ nghịch đời này nghĩ không cưới nàng đều khó khăn. Nàng thực lực cũng không mạnh, tốc độ so với những cái kia thiên quân đỉnh phong kém xa, nàng cũng một điểm không nóng nảy, chậm ung dung nhắm hướng đông bên cạnh chạy đi, chân sau trên đỉnh núi một điểm, thân thể mềm mại phiêu nhiên như tiên nhẹ nhàng đi qua, tiếp tục hướng nơi xa bay đi. Hưu, vẻn vẹn ba nén hương thời gian, giang giật tựu cuồng bay mà đến, cơ thính vũ đoán không sai, giang giật là có chút hoài nghi lần trước cơ thính vũ bọn người giấu ở trong núi, sở dĩ lần này hắn đã tới dãy núi phương Bắc về sau, lập tức dò xét tìm kiếm chỗ ẩn núp hắn rất nhanh dò xét đến 10 cái sơn phỉ trụ sở, cũng dò xét đến rất nhiều người tại bốn phía lao nhanh, hắn không có đi để ý tới những người kia, chuẩn bị đem từng cái sơn phỉ trụ sở thẻ thành mảnh vỡ, lại từng bước điều tra. Kia mấy trăm người đều là theo phụ cận bay đi, vũ nghịch cùng cơ thính vũ muốn ẩn thân khẳng định liền tại phụ cận. Ừ, tại hắn dò xét phía đông lúc, hắn thân thể đột nhiên run lên, hắn tại phía đông bên ngoài mấy trăm dặm phát hạ một thân ảnh, một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh. Cơ thính vũ làm sao có thể Hắn đột nhiên mở to hai mắt Rụi rụi con mắt lần nữa dò xét Kết quả xác định người kia là cơ thính vũ không sai Mà lại Bên người nàng không có bất kỳ cái gì hộ vệ Giết, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy Cũng mặc kệ có hay không mai phục Trực tiếp xé rách bầu trời độn thiên mà đi Chỉ là mấy lần hô hấp thời gian tựu ra cơ thính vũ phía trước người dặm Ha ha Cơ thính vũ nhìn thấy phía trước không gian một cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện, nàng không tiếp tục chạy trốn, sừng sững tại núi nhỏ chi đỉnh, lẳng lặng nhìn qua giang giật như cuồng long phóng tới. Quả nhiên là ngươi, giang giật huyết hồng đôi mắt nhìn chằm chằm nơi xa sừng sững tại đỉnh núi cơ thính vũ, thần thức tại linh hồn nàng bên trong đảo qua, xác định là nàng về sau, hắn nhắm mắt lại, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái bốn phía giò xét. Giang giật, khác đừng, giò xét, kề bên này không có mai phục. Cơ thính vũ cười nhạt một tiếng, cuồng phong thổi đến nàng một bộ váy vàng bay phất phới, cũng đưa nàng mái tóc màu đen thổi lăng không bay múa, khóe miệng nàng mang theo nụ cười mê người, nhẹ giọng nói ra, lần này ta lúc đầu muốn dẫn 10 tên bán thần cường giả tới, Phó tốt như vậy ngu xuẩn lại tự nhận là chính mình rất mạnh, sở dĩ chỉ 5 người, ta coi như nghĩ mai phục cũng không ai có thể dùng. Hừ, sang giật mặt mũi tràn đầy sát khí, hắn thể ngoại cương phong thần lá chắn ngưng tụ, bên người 10 chuôi cương phong chi nhận đã sớm ngưng tụ ra, hắn phi tốc tới gần lạnh giọng nói ra, cơ thính vũ. Người không phải rất thông minh sao vì sao lần này như thế ngu xuẩn nghĩ chủ động chịu chết, Ha ha, cơ thính vũ u u cười một tiếng, vuốt vuốt sợi tóc nhẹ giọng nói ra, giang giật ngươi không dám giết ta, như tuyết tại bắc đế thành đâu, ngươi giết ta, như tuyết làm sao bây giờ đâu đương nhiên, không thể phủ nhận, ta có thể ra đây là một cái rất ngu xuẩn cử động, bất quá ta nghĩa vô phản cố tới, là bởi vì ta muốn gặp ngươi một lần, gặp một lần ta yêu mến nhất. Nam nhân, ha ha ha, giang giật ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, mái tóc màu đỏ lăng không bay múa, hắn tựa như nghe được trên thế giới nhất nghe tốt chê cười trọn vẹn cười một hồi lâu mới đùa cợt nhìn qua cơ thính vũ nói tiếp tục bệnh ta không có lường ngươi cơ thính vũ khe khẽ thở dài ánh mắt nhìn qua phương xa thở dài giang giật kỳ thật ta rất hối hận năm đó ta lựa chọn giang nghịch lưu cùng ngươi là địch là ta cả đời quyết định sai lầm nhất ai sẽ nghĩ đến năm đó thiên võ thành bên trong tiểu gia tộc thiếu niên hôm nay có thể trưởng thành đến tình trạng như thế một bước sai từng bước sai a giang giật nếu như ta toàn tâm toàn ý đi theo ngươi giúp ngươi cứu trở về như tuyết giúp người hủy diệt vũ gia, nhất thống đông hoàng đại lục, người hội tiếp nhận ta sao? Giang giật trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, chỉ là lạnh lùng nhìn qua cơ thính vũ nói, người còn có những lời khác sao? Không có, cơ thính vũ cười khẽ nhắm mắt lại, bình yên đứng tại chỗ nói, giang giật, nếu là người muốn giết ta chi bằng động thủ, có thể chết ở trong tay của ngươi, cũng là thính vũ vinh hạnh. Ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, giang giật thân thể bay đi, cương phong thần thuẫn giải trừ, hắn một tay hóa thành lợi chảo đột nhiên hướng cơ thính vũ ngực chộp tới cơ thính vũ còn không có đạt tới thiên quân căn bản là không có cách phóng thích thần thuẫn sở dĩ bị giang giật thoáng cái bắt vào trái tim ánh mắt của nàng cũng đột nhiên mở ra đầy mắt không dám tin khóe miệng tiên huyết tràn ra run run thoáng cái bở môi phun ra mấy chữ ngươi thật giết ta ngươi không sợ như tuyết giang giật một tay dùng sức một chảo sống sờ sờ đem cơ thính vũ trái tim bắt được ra hắn nhếch miệng lạnh lùng cười nói cơ thính vũ Người quá thông minh, năm đó ta phát thệ chỉ cần có cơ hội tất sát ngươi, thật xin lỗi. Ngươi lời mới vừa nói, ta một chữ đều không có nghe lọt. Bành, hai tay của hắn múa, đem cơ thính vũ thân thể rào sát thành huyết vụ. Cơ thính vũ trí tuệ quá cao, đối với nữ tử này hắn là thật sợ, nàng bất luận cái gì nói giang giật cũng không dám để vào trong lòng, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, mặc cho nàng hàng ngàn trăm sách, hắn dốc hết toàn lực, trực tiếp làm chết. Cơ thính vũ, chết chương 975, man hoang tuyết Phực, Đối với cơ thính vũ người này, giang giật trong lòng kỳ thật cũng thật phức tạp. Nữ tử này là hắn thuở thiếu thời thầm mến đối tượng, cái kia thời điểm là thiên võ thành tiểu gia tộc một cái chi thứ thiếu niên, từ nhỏ chăm bị ức hiếp, nội tâm luôn luôn có một ít tự ti. Cơ thính vũ là cái thứ nhất tôn trọng hắn đại nhân vật, hắn đối với cơ thính vũ rất là cảm kích, đối với xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân cũng có một tia yêu thương, đương nhiên. Cái này yêu thương một mực chôn giấu dưới đáy lòng, cái kia thời điểm cho rằng Cơ Thính Vũ là cửu thiên chi thượng tiên nữ, chính mình lại là một phàm nhân bên trong tên ăn mày, đời này căn bản không thể nào có bất kỳ giao chức. Sau đó hắn tốc độ tu luyện tiêu thăng, Cơ Thính Vũ đối với hắn cũng bắt đầu coi trọng, đồng thời cơ gia còn giúp hắn, nội tâm của hắn cũng có một tia hy vọng xa vời, hy vọng có thể đạt được nữ tử này yêu ái, có thể có được xinh đẹp như vậy thông tuệ nữ tử. Đáng tiếc, nàng tại Linh thú Sơn học viện bên trong lựa chọn Giang Nghịch Lưu, mà khi đó hắn cùng Giang Nghịch Lưu là tử địch theo một khắc này nội tâm của hắn hy vọng xa vời tự biến mất sạch sẽ, bất quá niệm tại tình cũ, thiên quân mộ sau khi ra ngoài hắn cũng không có giết nàng. Hắn buông tha cơ thính vũ, cái sau nhưng không có nghĩ tới buông tha hắn, cơ thính vũ một lòng muốn trở thành đế hậu, gia nhập võ điện, lại trở thành hắn tử địch, nhiều lần mưu hại hắn, cuối cùng còn làm hại giang biệt ly chết đi, đem tô như tuyết bắt cóc tới đông hoàng đại lục. Tại giang biệt ly chết đi kia một ngày, hắn phát hạ thể độc tất sát cơ thính vũ, tô như tuyết những năm này thụ nhiều như vậy tội, hắn cũng hận cơ thính vũ tận xương. Cơ thính vũ rất thông minh, nhưng người thông minh thường thường có chút tự phụ, nàng tự chết tại tự phụ bên trên. Nàng coi là hôm nay giang giật vẫn là năm đó thiên tinh đại lục bên trên giang giật, nàng coi là giang giật hội nhớ tình cũ, hội cố kỵ tô như tuyết, sẽ bỏ không được giết nàng, sẽ còn nghe nàng chập chờn lời nói. Thật tình không biết giang giật nội tâm so với sắt còn cứng hơn, cũng đối với nàng sợ như xà hạt, nàng vừa rồi nói toàn bộ lời nói, giang giật một chữ đều không có nghe lọt, hắn nói với mình nữ tử này hắn chí gần giống yêu quái, giống như đi theo ý nghĩ của nàng đi, giống như tin vào nàng, hắn đem vạn kiếp bất phục. Sở dĩ hắn trực tiếp xuất thủ, mặc cho người trí kế bách xuất, ta trực tiếp làm chết. Phụ thân, hải nhi thay người trốn về một chút lợi tức, người yên tâm, hải nhi cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị tiêu diệt vũ ra báo thủ cho ngươi. Giang giật ngửa mặt lên trời giống dài một tiếng, kinh ngạc tại đỉnh núi đứng một hồi, hắn xếp bằng ngồi dưới đất phóng thích thần niệm bắt đầu dò xét. Vũ nghịch thế nhưng là còn tiềm phục tại phụ cận, hắn nhất định phải bắt hắn lại, xử lý hắn. Giết, phụ cận có rất nhiều vũ ra người đang lẩn trốn, cũng có rất nhiều sơn phỉ cứ điểm, giang giật cũng mặc kệ, chuẩn bị một đường giết đi qua, linh hồn hắn rất là mỏi mệt, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Kỳ thiên vũ đám người chết để hắn rất là ái náy, cảm giác không mặt mũi đi gặp kỳ thiên thần, hắn nhất định phải đánh giết huyết ra tất cả mọi người thay kỳ thiên vũ bọn người báo thù. Dầm dầm dầm, hắn đem bốn phía từng cái cứ điểm oanh thành mảnh vỡ liên tục đánh bốn năm cái sơn phỉ cứ điểm không có một tia phát hiện về sau hắn hơi không kiên nhẫn giờ phút này sắc trời hoàn toàn đen lại những cái kia đào tẩu người tốc độ giảm bớt là tốt nhất truy sát thời cơ hắn nghĩ nghĩ xé rách hư không mà đi bắt đầu truy sát vũ ra người suy suy hắn ra ngoài mấy trăm dặm kia phụ cận vừa mới có hai cái thiên quân đỉnh phong ngay tại một cái sơn cốc chạy trốn hắn vừa xuất hiện hai người lập tức kinh hãi vội vàng công kích mãnh liệt nhưng hắn cương phong thần thuẫn lực phòng ngự quá cường đại, hai người căn bản oanh bất phá, Giang giật cảm ứng thoáng cái thế, phát hiện hai người một cái là tam tinh cường giả, một cái là tứ tinh cường giả, cũng không phóng thích thần âm thiên kỹ, trực tiếp dùng cương phong chi nhận công kích. Phanh phanh, hai người thần thuẫn nhẹ nhóm vỡ tan, Giang giật đem kia tứ tinh cường giả chém giết, kia tam tinh cường giả lại chỉ là đem hắn vùng đan điền xoắn thành mảnh vỡ, hắn như một cái lãnh huyết ác ma bay xuống tới, một cước giẫm ở người này đầu, lạnh giọng nói ra người đã biến thành một cái phế vật người cái này đều không có bất luận cái gì hy vọng người duy nhất hy vọng đó là sống tiếp trở về bảo dưỡng tuổi thọ cùng người nhà đoàn tụ nói cho ta vũ nghịch ở đâu ta tha cho ngươi một mạng phi vũ gia cường giả này đã rất già nhưng cốt khí cũng rất cứng rắn một búng máu phun ra hận hận mắng giang giật cầu tặc muốn giết cứ giết lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy vũ gia không có thứ hèn nhát vậy liền thỏa mãn ngươi Giang giật một cước đem người này đầu trùng điệp dẫm lên vào dưới mặt đất, toàn bộ đầu đều bạo liệt, hắn phóng thích thần niệm dò xét phụ cận, thân thể lần nữa hướng nơi xa độn thiên mà đi. Hắn không tin tưởng vũ ra người đều như vậy có cốt khí, chỉ cần hỏi rõ ràng vũ nghịch xác thực vị trí hoặc là chạy trốn lộ tuyến, hắn liền có thể nhẹ nhõm đánh giết bọn hắn. Phật Sơn tại y Gia địa bàn, kể bên này đều là đất cằn sỏi đá, theo giang giật phỏng đoán vũ ra cường giả muốn chạy tới cứu viện, coi như bán thần ít nhất cần 2-3 canh giờ, hắn còn có thời gian, chỉ cần tại hai ba canh giờ bên trong tìm tới vũ nghịch là được. Hắn thân thể lần lượt độn thiên mà đi, truy sát vũ ra người. Hắn giết người tốc độ quá nhanh, vũ ra chạy trốn người tối cường chỉ có ngô tinh, cơ thính vũ không có lửa hắn, lần này xác thực chỉ năm tên bán thần cường giả. Hắn truy sát nửa canh giờ, đã diệt sát hơn 30 vũ gia cường giả, để hắn rất thất vọng chính là võ gia tộc Pháp hoàn toàn chính xác xâm nghiêm, vũ gia người cũng có cốt khí, không có người nào nhả ra. Oanh! hắn lần nữa đem một người đan điền xoắn nát, hắn đều chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp lạnh giọng nói, hoặc là chết, hoặc là nói vũ nghịch ở đâu. Giang giật cầu tặc, người kia oán độc nhìn qua Giang giật mắng một câu, Giang giật vốn cho là hắn lại không nói chuẩn bị diệt sát, nhưng này người dừng một chút lại cắn Giang nói ra, nói chuyện có thể tính số. Giang giật tâm niệm vừa động, vội vàng lạnh giọng nói ra, ta giết người cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau, sở dĩ giết người cùng không giết người cũng không có khác nhau. Tốt, người kia đôi mắt lấp lóe, chỉ vào tây bắc biên nói ra, chúng ta đào tẩu lúc công tử cùng thính vũ tiểu thư đều ở bên kia 300 dặm bên ngoài một cái sơn phỉ bên trong cứ điểm. Giờ phút này ta cũng không biết công tử ở đâu chúng ta chỉ là theo mệnh lệnh của hắn đào tẩu, dẫn ra tầm mắt của ngươi. Rất tốt, Giang giật nhẹ gật đầu, trực tiếp xé rách hư không mà đi, hắn độn thiên đi 300 dặm bên ngoài lập tức phóng thích thần niệm dò xét. Hắn xem người kia ánh mắt không giống nói dối, mà cơ thính vũ vừa rồi cũng theo kề bên này đào tẩu, điều này nói rõ vũ nghịch rất có thể ẩn thân ở phụ cận đây. Tiểu tử, khác đừng dò xét, cũng đừng truy sát, còn không trốn, người cũng trốn không thoát. Đột nhiên một đạo truyền âm vang lên tại giang giật trong tai, hắn thân thể chấn động đột nhiên mở to mắt. Thanh âm này hắn rất quen thuộc, chính là Phật Sơn phía bắc cái kia trong hồ nhỏ thả câu lão giả thần bí, mấy tháng trước hắn kém chút bị vũ nghịch đánh giết, là lão giả này cứu được hắn. Hắn nghĩ lần theo truyền âm thần thức dò xét qua đi hỏi thăm hai câu, thanh âm của lão giả kia vang lên lần nữa, tiểu tử, người rất lợi hại a, à, diệt sát vũ ra năm cái rưỡi thần, việc này đều kinh động bắc đế lão gia hỏa kia. Giờ phút này lão gia hỏa đích thân tới, người còn không trốn cho hắn đến gần lời nói, cho dù có độn thiên cùng cải biến linh hồn khí thức thần thông, người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức chạy ra đông hoàng đại lục, người còn có một chút hy vọng sống, đúng rồi. Theo tình báo của ta biểu hiện, người muốn cứu nữ nhân hẳn là tại đại lục cực bắc man hoang tuyết vực thiên ẩn tông bên trong, đi man hoang tuyết vực đi, thực lực ngươi không có đạt tới nửa thần cảnh trước, không cần bước vào đông hoàng đại lục, nếu không bác đế tuyệt đối sẽ truy sát ngươi đến chết. mươi 976, Lập Thệ, Bác Đế, Giang giật nghe được lão giả thần bí, dọa đến thân thể run lên, hắn trước kia một mực không có suy nghĩ bác đế người này, là bởi vì nghĩ đến người này hắn trong hội tâm khủng hoảng, hắn cũng không cho rằng nhân vật như vậy sẽ đích thân xuất thủ đối phó hắn. Ngao Lư nói qua, để hắn tuyệt đối đừng trêu chọc vũ gia chiến gia y ra, bởi vì bác đế chiến đế phật đế đều là cửu tinh cường giả đây là đại lục công nhận tối cường ba người là cùng ngao lưu một cái cấp bậc gần với huyền đế phía dưới lôi bán tiên mạnh mẽ a à. thời gian ngược dòng giang giật lúc ấy liền bị giết thời gian sống sờ sờ bị hắn ngược dòng nhẹ nhõm cứu hắn lôi bán tiên còn chỉ có thể miễn cưỡng tính toán bát tinh cường giả kia cửu tinh cường giả khủng bố đến mức nào giang giật không cách nào tưởng tượng như tuyết tại đại lục cực bắc man hoang tuyết vực thiên ẩn tông Nội tâm của hắn lần nữa khẽ động, lão giả thần bí lúc trước cứu được mệnh của hắn, là không thể nào hại hắn lừa hắn, hắn như thế kinh thiên thực lực, liền bác đế tới đều biết, mà lại. Tựa hồ cũng không e ngại bác đế vậy hắn càng sẽ không gạt người. Man hoang tuyết vực giang giật vẫn hơi hiểu biết, kia là bác đế bốn vực chi bắc, thế giới này nhất phương bắc, nơi đó cùng đông hoàng đại lục cũng coi như núi liền. Bất quá đông hoàng đại lục con dân gần như không đem man hoang tuyết vực xem như đại lục cương vực, bởi vì người nơi đâu khó hy hi hữu đến, nguy cơ tứ phía, hàng năm bị băng tuyết bao trùm, nhiệt độ quá thấp, người bình thường căn bản không có cách nào sinh tồn, đại lục võ giả cũng gần như không đi chỗ đó một bên, kia là một chỗ hoang vu chi địa. Đi, lão giả thần bí không còn có truyền âm, giang giật cũng không dám làm chế nải, tô như tuyết đã không tại vũ gia, vậy hắn tiếp tục cùng vũ gia đối nghịch đã không phải cử chỉ sáng suốt, dùng thực lực của hắn còn dám dừng lại tại đông hoàng đại lục, thật đúng là sẽ bị bác đế đánh giết. Bán thần kia là đại gia tộc căn cơ, hắn đánh chết vũ gia năm tên bán thần, đem bác đế đều bước đi ra, có thể thấy được vũ gia giết hắn chi tâm. Cửu tinh cường giả như quyết tâm muốn đuổi giết hắn, đoán chừng hắn thật tai kiếp khó thoát, đây chính là đối thiên đạo cảm mộ đến cực hạn trí cao tồn tại, ai biết hắn có cái gì đặc thù thần thông. Suy suy, hắn không để ý tới linh hồn suy yếu, xé rách hư không hướng phương bắc bay đi, rất nhanh biến mất tại núi nhỏ chi đỉnh, khắp nơi cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Sau một nén nhang, phía đông truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng xé gió, thanh âm kia vừa vang lên, cũng cảm giác phía đông bay tới một tòa mây đen che đậy bầu trời, che giấu tinh thần. Một cỗ như là ma thần khí thức tràn ngập khắp nơi, bốn phía còn tại chạy trốn vũ ra cường giả toàn bộ hoảng sợ không thôi, bất quá rất nhanh đều mừng như điên quỷ xuống quát khẽ tham kiến bác đế. Một cái hắc y lão giả từ đằng xa lăng không đi tới, hắn khuôn mặt giếng nước yên tĩnh, đi lại nhẹ nhóm, trên người hắn không có mở ra bất luận cái gì thần thuẫn loại hình lồng phòng ngự, hành tẩu ở trên không trung tựa như tại bản thân hậu hoa viên tản bộ. Hắn không có nhìn xem mới bất luận kẻ nào, một đôi sâu xa như biển con người bốn phía liếc nhìn, tựa như có thể xem thấu hết thảy, bốn phía vô số cương phong bị khiên độc, hướng hắn nhanh chóng bay đi, nhưng ở bên cạnh hắn đều vô thanh vô tức biến mất, nhìn nổi vừa mới ta sơn phỉ liên tục hít một hơi lãnh khí. Chạy trốn, hắn chắp tay đứng ngạo nghễ trên hư không, hai đầu mày kiếm có chút một đám, tự nhủ thiếu niên này ngược lại là cái kỳ tài, đáng tiếc không thể vì bản thân ta sử dụng. Hừ, chạy trốn liền chạy đi, tiểu tử, đời này tốt nhất khác đừng bước vào đông hoàng đại lục, nếu không lần sau tựu không có vận tốt như vậy. Ra ra, một cái sơn phỉ bên trong cứ điểm một đạo bóng người bay vụt mà lên, không bằng hắn không dám bay quá cao, chỉ là bay lên ngồi xuống núi nhỏ chi đỉnh, sau đó hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống, quát khẽ nói, ra ra, nghịch nhi vô năng, liên lụy tốt thúc bọn hắn vẫn lạc, mời ra ra trùng điệp trách phạt nghịch, coi như giết nghịch, Nguyệt Nhi cũng không có chút nào lời oán giận. Bác đế ánh mắt nhìn về phía trên đỉnh núi nằm dạp trên mặt đất, thân thể run nhẹ nhẹ mặt mũi tràn đầy đánh bại áy náy vỗ nghịch, bờ môi khẽ động mặt không thay đổi nói ra, nghịch, huynh đệ các ngươi trong tỉ muội, ngươi là thông minh nhất, nhưng ngươi biết người khuyết điểm lớn nhất là cái gì không? Vũ nghịch ngẩng đầu cùng bác đế liếc nhau, nói, mời ra ra chỉ thị. Kiêu ngạo, bác đế nhàn nhạt nói ra, người khuyết điểm lớn nhất liền là kiêu ngạo, người cho rằng ngươi là võ gia công tử, người thiên tư bất phàm, ngươi là thiên hạ đệ nhất công tử, sở dĩ ngươi coi thường anh hùng thiên hạ. Thế giới này rất lớn, thiên tài xuất hiện lấp lấp, tròm sao lóng lánh, ngươi không thể xem thường bất cứ người nào, ngươi phải học được tôn trọng địch nhân của ngươi. Cũng chỉ có tôn trọng mỗi một địch nhân, ngươi mới có thể siêu việt bọn hắn, chiến thắng bọn hắn. Ngươi chỉ là xuất thân điểm xuất phát cao một chút, nhưng xuất thân kỳ thật cũng không phải là quá trọng yếu. Huyền đế năm đó đến một trong cái tiểu đại lục tiểu gia tộc, đồng dạng có thể đứng ngạo nghễ đỉnh phong, sở dĩ ngươi nhất định phải quên mất xuất thân của ngươi, ngươi mới có thể thật trưởng thành, thế giới này có vô số người đều nghĩ tại trong dòng sông lịch sử lưu lại trùng điệp một bút, giống như ngươi không cố gắng, ngươi sẽ trở thành người khác đá đặt chân, di cười vạn nam. Việc này dừng ở đây, trở về bế quan đi, lúc nào đột phá bán thần, ngươi trở ra. Ngươi như siêu Việt không được giang giật, cái này đều không thể trở thành bác hoàng cùng bác đế. Hưu, bác đế nói xong thật sâu nhìn vũ nghịch một chút, quay người hướng bác đế thành phương hướng bay đi, tốc độ nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng tự biến mất giữa không trung sở hữu vũ gia cường giả trầm giọng cùng hét cung tiến bắc đế nghịch nhi cần tuân ra ra ý chỉ vũ nghịch trùng điệp cong xuống tại đỉnh núi thật lâu đều không có đứng dậy sắc mặt hắn cũng từ từ khôi phục lại bình tĩnh một nén nhang sau đứng lên nhìn qua phương xa ngửa mặt lên trời thét dài giang giật ta vũ nghịch hôm nay lập thệ đời này nếu là không thể đánh chết ngươi ta tuyệt không cạnh tranh bắc hoàng chi vị Ách, nơi xa chạy vội tới Vũ Gia Cường giả nghe được Vũ Nghịch giống dài, nhao nhao động dung, Vũ Nghịch đây là đem chính mình đẩy vào tuyệt lộ, không giết Giang giật Bắc Hoàng chi vị cho hắn, hắn đều không ngồi. Phật Sơn sự tình vẻn vẹn ba ngày tiểu truyền khắp thiên hạ, việc này quá lớn, nghĩ ẩn tàng đều giấu không được. Năm cái rưỡi thần trong đó còn bao gồm Bắc Hoàng Đường Đệ, đại lục nổi danh cường giả võ tốt, toàn bộ bị Giang giật đốt sống chết tươi, hơn ba vạn Sơn vì cuối cùng chỉ trốn tới ba ngàn người không đến, Vũ gia còn bị Giang giật truy sát mấy chục tên thiên quân cường giả tối đỉnh, Phật trên núi ngàn dặm hóa thành đất khô cằn. Trọng yếu nhất chính là Bắc đế tự mình xuất thủ. Đông Hoàng đại lục đại gia tộc tộc trưởng từ trước đều không quản sự, mọi chuyện gia chủ quyết đoán, bình thường tình huống cũng tuyệt đối sẽ không ra mặt, trừ phi đến gia tộc sinh tử tồn vong thời khắc, một cái nho nhỏ Giang giật mà ngay cả Bắc đế đều ép ra ngoài. Vũ gia có bao nhiêu bán thần, cái này ai cũng không biết, coi như còn lại Bát đế gia tộc cũng chỉ là biết rõ một thứ đại khái nhưng cái này năm tên bán thần chết đi, tuyệt đối là tại vũ ra kéo xuống một miếng thịt to, để bọn hắn đau bên trên mấy chục năm. Đại lục phân tranh không ngừng, rất nhiều vực nội thành trì cũng chiến hỏa liên thiên, trong khoảng thời gian này trong đại lục ở giữa hai cái đại gia tộc còn tại khai chiến, đã liên phá mấy trăm thành. Nhưng những này chiến đấu cũng sẽ không có bán thần chiến tử, đại lục cũng có mấy năm không có bán thần chết đi tin tức, lần này lại dòng dã chết năm cái. Giang giật hai chữ trở nên chạm tay có thể bỏng người hận hắn hận đến khắc cốt minh tâm, thích hắn người sùng bái tới cực điểm. Đương nhiên, Giang giật tiến vào tội đảo, đại lục 10 cái có 8 người đều coi hắn là làm tội đảo gian tế. Không thể nghi ngờ chính là Giang giật lực áp vũ nghịch, trở thành đại lục đệ nhất thiên tài, không thể tranh cãi đệ nhất thiên tài. Bất luận Giang giật làm sao làm được, chỉ cần hắn làm được, liền là năng lực của hắn. Cảnh giới cũng không trọng yếu, một cái chú đỉnh cảnh võ giả có thể diệt sát bắc đế, đó cũng là bản lãnh của hắn đại lục con dân cũng càng thêm mong đợi, bác đế xuất thủ, hắn không có khả năng không công mà lui, đại lục người mạnh nhất một trong có thể hay không đem giang giật cái này nghịch tặc đánh giết. Vô số người rửa mắt mà đợi, chương 977, bác thượng, bác đế để đại gia thất vọng, hắn tại Phật Sơn dạo qua một vòng liền trở về Bắc đế thành, vũ gia cũng đem sở hữu trong thành trì người rút lui trở về, mượn dạ ra cùng hiên ra người đều trả trở về. Để mọi người càng kinh nghi hơn chính là liên tiếp mấy ngày giang giật không còn có xuất hiện chẳng lẽ Giang Giật bị Bắc Đế giết? Rất nhiều người rất là nghi hoặc, Vũ Gia cũng không có bất kỳ cái gì thông cáo, tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh. Theo lý thuyết Giang Giật nếu là bị giết, Vũ Gia khẳng định phải chiêu cáo thiên hạ, dẹp an quân tâm, vãn hồi một chút mặt mũi. Nhưng giống như không phải bị giết, vì sao Vũ Gia người đều rút lui Giang Giật cũng vô ảnh vô tung. Tất cả mọi người với Vũ Gia tin tức, hoặc là chờ đợi Giang Giật xuất hiện lần nữa. Tin tức cũng nhanh chóng truyền đi thần tứ bộ lạc, bộ lạc sôi trào, Bất quá tại sau 5 ngày giang giật đều không hề lộ diện, cũng không có tin tức gì truyền đến, trái tim tất cả mọi người treo lên. Ảnh hoàng hạ lệnh tìm kiếm giang giật, nhưng bọn hắn ẩn núp trinh sát đều phát động, nhưng không có bất cứ tin tức gì, viên kia hạt châu màu xanh lục rốt cuộc không cảm ứng được. Giang giật đi đại lục cực bắc, bên kia căn bản không có người ở, cũng không có thành trì, ảnh hoàng người tự nhiên cũng liền dò xét không tới, mà lại hắn đi đại lục cực bắc sự tình ngoại trừ cái kia lão giả thần bí bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết rõ lạnh quá a à, giang giật tại bắc đế vực bắc ba ngàn vạn dặm bên ngoài hắn liên tục độn thiên rốt cục không chống nổi xé rách hư không ra chuẩn bị đào cái địa động nghỉ ngơi một chút nhưng ở hắn vừa ra bên ngoài cũng cảm giác muốn kết băng địa phương quỷ quái này quá lớn lạnh đến huyết dịch đều muốn đông kết bầu trời bông tuyết bay múa liếc nhìn lại khắp nơi một mảnh bao phủ trong làn áo bạc cũng từng mảnh từng mảnh trụi lùi căn bản không có bất luận cái gì hoa cỏ cây cối chỉ có liên miên không dứt tuyết sơn hắn nguyên lực vận chuyển đem thân thể hàn khí đuổi ra ngoài. Lúc này mới tùy ý lấy ra một cái nguyễn kiếm hướng dưới mặt đất xoắn đi. Kết quả một đạo kim thiết đụng nhau bang bang tiếng vang lên, nguyễn kiếm của hắn thế mà bị bắn ra, trên mặt đất huyết động bị xoắn nát, lộ ra một mảnh hắc thổ địa. Kia thổ địa bên trên chỉ có một điểm hố nhỏ. Đất đai này đều là hàn thiết làm sao? Giang giật nháy nháy mắt, lấy ra huyền thiết kiếm nguyên lực quán chú đột nhiên hướng phía dưới đánh xuống. Lúc này mới đem mặt đất bổ ra một cái hố sâu. Hắn lắc đầu tiếp tục như vậy hắn muốn đảo đi dưới mặt đất vạn trượng, không phải nửa canh giờ, quá mệt mỏi. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, nhô ra thần niệm muốn dò la xem bốn phía một cái tình huống, xác định bác đế không có đuổi theo, lại tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi. Kết quả để hắn khiếp sợ sự tình phát sinh, hắn thần niệm vậy mà dò xét phạm vi chỉ có ngàn dặm, mà khi hắn nhô ra thần thức lúc, lại phát hiện cái địa phương quỷ quái này cùng luyện ngục phế tích đồng dạng, tựa hồ có một loại thần kỳ tự nhiên cấm chế, hạn chế thần thức. Hô hô, linh hồn hắn quá mệt mỏi, dứt khoát cũng mặc kệ, thân thể bay vọt lên tìm tới một cái sơn cốc nhỏ, lấy ra đế cung thân thể chuồn đi vào. Bên ngoài thời tiết quá lớn, hắn nếu là cứ như vậy ở bên ngoài đi ngủ, đoán chừng sẽ tươi sống chết cóng. Cái này ngủ một giấc dòng dã ba ngày ba đêm, bác đế không có tới truy sát, kể bên này cũng không có bất kỳ người nào, giang giật sau khi tỉnh lại lập tức dò xét ra ngoài, phát hiện đế cung biến thành một cái tiểu tuyết sơn, hoàn toàn bị tuyết động bao trùm, hắn lần nữa phóng thích thần niệm, xác định chỉ có thể dò xét ngàn dặm khoảng cách có chút nhức cả trứng. Hắn nhìn qua man hoang tuyết vực địa đồ, nơi này địa vực quá rộng quá rộng, ít nhất có 30 bác đế vực lớn như vậy, giống như không thể phóng thích thần niệm, hắn như thế nào đi tìm thiên ẩn tông. Sớm biết hẳn là tìm ảnh hoàng người đi muốn thoáng cái thiên ẩn tông tư liệu. Giang giật yêu sầu ngồi ở trong đại điện, kém chút nghĩ trực tiếp độn thiên trở về, bất quá nghĩ đến lão giả thần bí cảnh cáo, hắn lại không dám đi đông hoàng đại lục giờ phút này bác đế thế nhưng là đang giận trên đầu nếu là bị bác đế truy tung đến đoán chừng truy sát đến chân trời góc biển cũng muốn đánh giết hắn trước tìm xem thực sự không được lại đi tội đảo thẩm tra thiên ẩn tông tư liệu giang giật âm thầm quyết định chủ ý chủ yếu là kỳ thiên vũ đám người chết đi để hắn có chút không mặt mũi đi gặp ảnh hoàng người hắn lấy ra lương khô thanh thủy ngồi ở trong đại điện ăn uống thả cửa sau khi ăn xong lấy ra luyện thần lô mặt mũi tràn đầy đáng tiếc thở dài cái này cổ khí là chí bảo đáng tiếc ta không có cách nào lại thúc giục, sở hữu tinh thần chi lực đều sử dụng hết. Bất quá giết năm cái rưỡi thần, cũng đáng. Luyện thần lộ uy lực để giang giật rất hài lòng, hắn cũng càng thêm có động lực, nghĩ đến nguyên lực cảnh giới tu luyện đến thiên quân đỉnh phong, bán thần, có thể tùy ý thôi động luyện thần lô, đốt giết một mảnh bán thần, hắn tự âm thầm kích động lên. Hừ hừ, chờ ta đạt tới bán thần, ta nhất định quay về Đông Hoàng Đại Lục, đem vũ ra bán thần toàn bộ đốt diệt. Giang giật thì thào một câu, rất nhanh lại nở nụ cười khổ, không có gấp trăm lần nghìn lần tu luyện mật thất, dựa vào hắn tốc độ tu luyện, chờ nguyên lực tu luyện tới thiên quân đỉnh phong cũng không biết cần bao lâu thời gian, tại cái này man hoang tuyết vực bên trong khẳng định không có tu luyện mật thất. Đi, trước tìm như tuyết đi, hắn truyền tống ra đế cung, đem đế cung thu vào chuẩn bị độn thiên, hắn không biết tô như tuyết tại sao lại đi thiên ẩn tông, nhưng hắn đối lão giả thần bí tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, cơ thính vũ làm cái giả tô như tuyết, bản thân liền là bốc lên nguy hiểm rất lớn, vạn nhất giang giật ngay từ đầu liền phát hiện là giả, khẳng định biết coi bói kế các nàng một cái, sở dĩ tô như tuyết cũng không tại vũ ra. Suy suy, hắn xé rách hư không độn thiên mà đi, linh hồn hắn cường độ có thể chống đỡ hắn độn thiên ba ngàn vạn dặm, hơn nữa còn sẽ không quá mỏi mệt, liều mạng phía dưới có thể liên tục hai lần độn thiên. Ngoá, nhưng mà, tại giang giật độn thiên hơn một ngàn vạn lý về sau, hắn đột nhiên từ giữa không trung bay ra, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt cùng phiền muộn. Nơi này không gian đặc biệt ổn định, hắn trong này độn thiên thế mà chỉ là ẩn trốn hơn một ngàn vạn lý cũng cảm giác linh hồn dị thường mỏi mệt. Hắn bốn phía dò xét thoáng cái, nghỉ ngơi tiểu nửa ngày tiếp tục độn thiên, kết quả càng đi phương bắc bỏ chạy, độn thiên tốc độ càng ngày càng chậm, lần này hắn chỉ là độn thiên 500 vạn lý tự bị ép ngừng lại, linh hồn đã dị thường mệt mỏi. Bốn phía vẫn là một chút nhìn không thấy bờ cánh đồng tuyết, Giang giật nhìn lên bầu trời bay xuống tuyết lông ngỗng, có chút mờ mịt đứng tại trên núi, mình mông tuyết vực, hắn đi nơi nào tìm kiếm tô như tuyết lấy ra đế cung, hắn lần nữa ngủ say hai ngày, tiếp tục bắt thượng. Thiên ẩn tông đã có cái ẩn chữ, cái kia hẳn là tại rất bí mật địa phương, nơi này càng ngày càng lạnh, không phải kim cương võ giả căn bản gánh không được, càng đi phương bắc càng lạnh, cũng càng nguy hiểm cùng ẩn nấp, hắn có loại dự cảm, thiên ẩn tông hẳn là tại nhất phương bắc. Lần này độn thiên hắn lại vẻn vẹn ẩn trốn 50 vạn lý, tự bị ép ngừng, nơi này không gian quá ổn định. Giang giật thần niệm đều chỉ có thể dò xét mấy trăm dặm, thần thức càng là chỉ có thể dò xét hơn 10 dặm cái này còn thế nào tìm? Giang giật thở ra một hơi thật dài, hắn còn phát hiện nơi này trong đêm cương phong đặc biệt nồng đậm, một trượng phía trên tựu có cương phong, mà lại cương phong nồng đậm nhưng so sánh đông hoàng đại lục ở bên trên gấp 10. Thùng thùng, hắn vừa mới nghĩ vào đế cung bên trong nghỉ ngơi, mặt đất đột nhiên truyền đến một đạo chấn động nhẹ nhẹ âm thanh, tiếp lấy một đạo hắc ảnh trực tiếp xuyên phá hắn vòng bảo hộ, xung kích bên trong thân thể của hắn, hắn thực lực như thế nhưng căn bản phản ứng không kịp, lúc này quái vật gì thế mà có thể trực tiếp công kích linh hồn. Giang giật phát hiện bóng đen kia bay thẳng linh hồn, mà lại tốc độ nhanh đến dọa người, dọa đến thân thể run lên, vội vàng khống chế hồn kiếm đi công kích bóng đen kia. Nói mấy chuyện, chương 978, tuyết vực 10 tông, rầm 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 Giang giật linh hồn trong thức hải từng thanh từng thanh hồn kiếm cùng mãnh liệt pha chạm mà đi, bóng đen kia tốc độ rất nhanh, nhưng là uy lực lại cũng không là rất mạnh, bị Giang giật hồn kiếm nhẹ nhõm đánh nát. Hắn lúc này mới tra xét xong, bóng đen này cũng không phải là quái vật, mà là một loại công kích linh hồn mà thôi. Ai đánh lén ta, Giang giật đôi mắt lạnh lẽo, thần thức hướng khắp nơi phúc tán mà đi, rất nhanh ở bên trái lòng đất vài dặm phát xuống hiện một đạo chạy trốn bóng đen. Có người tốt, Giang giật đại hỉ, tại cái này chim không thèm ý địa phương thế mà còn có thể tìm tới người đây thật là cực tốt tin tức, người này hẳn là man hoang tuyết vực người, bởi vì đây là một cái đặc thù chủng tộc, hai tay có lợi chảo, dưới đất hành tẩu như gió đây tuyệt đối không phải vũ gia người vũ gia cũng không sẽ phái ra một người như vậy đột kích giết hắn truy Giang giật một tay đánh ra cương phong ngưng tụ vài thanh cương phong chi nhận hướng dưới mặt đất xoắn đi thứ này quá sắc bén cứng rắn như sắt mặt đất bị vô thanh vô tức xoắn nát hắn thân thể cũng đi theo sông vào lòng đất đồng thời hắn nghi tâm ba thanh ám kim sắc hồn kiếm như u hồn bay đi đối phương đã lợi dụng công kích linh hồn đánh lén hắn ăn miếng trả miếng xem ai công kích linh hồn cường đại người này là cảnh giới cũng không mạnh hẳn là chỉ có thiên quân nhất trọng, bất quá trong lòng đất hành tàu tốc độ rất nhanh, giang giật thiên quân tam trọng tốc độ chỉ có thể cùng hắn ngang hàng, bởi vì người này móng vuốt quá sắc bén, giang giật cương phong chi nhận như thế cường đại, đào đất đạo tốc độ đều không có hắn nhanh. Thần âm thiên kỹ, giang giật trong tay một cái nguyễn kiếm xuất hiện, thả ra thần âm thiên kỹ, lần này đối phương gánh không được, âm thanh khủng bố xuyên thấu qua mặt đất truyền lại đi qua, để tốc độ của hắn suy giảm. Chờ Giang giật đem khoảng cách rút ngắn ngàn trượng về sau, người kia càng là trốn không thoát, ôm đầu ở trong đường hầm lăn lộn đau nhức gào giống. Hưu, Giang giật nhanh chóng tới gần, hồn kiếm xông vào linh hồn hắn trong thức hải, tùy thời có thể dùng diệt sát hắn. Cương Phong chi nhận cũng nhẹ nhóm phá vỡ hắn thần thuẫn. Giang giật một tay nắm người này cổ, thân thể hướng lên trên mặt bay đi, người này trong mắt lóe lên một đạo hắc quang, hai đạo bóng đen vô thanh vô tức hướng Giang giật đầu tới. Hừ hừ, linh hồn người này công kích coi như không tệ, nhưng giang giật còn có chín chuôi hồn kiếm đạt được điệp chi tuyển tăng phúc uy lực cỡ nào cường đại chín chuôi kim sắc hồn kiếm nhất xoắn hắn bắn ra hai đạo năng lượng màu đen bị nhẹ nhõm phá hủy suy suy người này công kích cũng chọc giận giang giật hắn mềm kiếm nhất hiểm hung hăng đâm vào người này trong đan điền đem hắn đan điền hủy đi người kia đau đến chu lớn một đôi hiện ra hát quang tròng mắt hung hăng nhìn chằm chằm giang giật giống giận tiểu tử người dám phê ta ngươi xong đắc tội chúng ta thiên ma tông, tại cái này man hoang tuyết vực coi như thiên thần đều cứu không được ngươi. Thiên ma tông thiên ẩn tông, giang giật tâm niệm vừa động, hai cái tông phái có phải hay không một cái. Hắn thân thể theo mặt đất nổ bắn ra mà ra, vùng lên người này đùi, hung hăng hướng mặt đất đập tới, đập ầm ầm vài chục lần, đem người này nện đến đầu rơi máu chảy, thân thể rất nhiều xương cốt đều đứt gãy mới vỗ tay một cái ngồi xổm xuống, nhìn qua hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi một câu, ngươi hồi trở lại một câu, ngươi không nói ta chặt ngươi một cái tay thiên ma tông có phải hay không thiên ẩn tông hắn hỏi một vấn đề người kia bị giang giật nện đến đầu váng mắt hoa có khí ẩn hiện khí nhập tốt nửa ngày mới khôi phục một tia nguyên khí trong mắt đều là oán độc nhìn chằm chằm giang giật không nói một lời suy suy màu xanh mềm kiếm nhất thiểm huyễn ra một đạo thanh quang người này một cái tay sống sờ sờ bị bổ xuống giang giật thần sắc trên mặt không có bất kỳ cái gì biến ảo tiếp tục hỏi thiên ma tộc có phải hay không thiên ẩn tông a à, À, người kia đau nhức gào giống vài tiếng vẫn là không nói một lời giang giật cũng rất quả quyết thanh quang lóe lên lại là một tay nắm bị chặt đứt hắn đối đãi địch nhân luôn luôn tâm ngoan thủ lạt bất quá gần như rất ít khi dùng hình lần này khác biệt hắn tại man hoang tuyết vực hai mắt đen thui không hỏi rõ ràng tình huống không nói tìm kiếm thiên ẩn tông tự thiên ma tộc truy sát tự đủ hắn quát một bầu người không có tay bất quá còn có cước còn có đinh đinh còn có đầu lưới lỗ tai cái mũi ta hỏi lại ngươi không có nói ta hội từng kiện chặt đi xuống, ra tinh thông một vạn lẻ tám ngàn loại hình pháp, hôm nay chuẩn bị ở trên thân thể ngươi thử một chút. Giang giật băng hàn thấu xương thanh âm vang lên, trên mặt người kia lập tức không có một tiêu huyết sắc, đôi mắt nhất chuyển cắn răng nói ra, thiên ma tông tình huống ta không thể nói, nếu không ta nhất tộc đều sẽ bị giết. Còn lại sự tình ta có thể nói một chút, bất quá. Ngươi nhất định phải lập thệ không thể giết ta, thật có lỗi, Giang giật lắc đầu nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ta chỉ có thể nói cho người thống khoái, người suy tính một chút đi, đừng nghĩ lấy tự sát, ở trước mặt ta người căn bản không có cách nào tự sát. Thả hổ về rừng, để người này hồi trở lại thiên ma tông dẫn người theo đuổi giết giang giật cũng không phải ngớ ngẩn, nhân từ nương tay sẽ chỉ hại chết hắn. Người này đã đánh lén hắn, nhất định phải có chết giác ngộ. Nhìn thấy giang giật cặp kia con người băng lãnh, người kia khẽ cắn môi gật đầu, giang giật lúc này mới hỏi, rất tốt, thiên ẩn tông có phải hay không thiên ma tộc? Không phải. Người kia lắc đầu nói, màn hoang tuyết vực bên trong có rất nhiều tông phái, thiên ẩn tông là tối cường tông phái, chúng ta thiên ma tộc mặc dù uy danh hiển hách, nhưng cùng thiên ẩn tông so ra còn kém bên trên một chút. Giang giật trong mắt chợt lóe sáng, gật đầu nói thiên ẩn tông ở đâu. Không biết, người kia nhắm mắt lại nói ra, ngoại trừ chúng ta tông chủ, trong tông không ai biết rõ thiên ẩn tông ở đâu. Thiên ẩn tông quá thần bí, màn hoang tuyết vực biết rõ thiên ẩn tông địa phương người quá ít quá ít, coi như có thể biết đại khái, cũng căn bản không có cách nào tiến vào thiên ẩn tông bên trong, thiên ẩn tông thế nhưng là tại thập đại ẩn thế đại tông xếp hạng thứ hai. Ây, Giang giật lông mày hơi nhíu, thiên ẩn tông thế mà mạnh như vậy hắn dừng một chút hỏi, thiên ẩn tông tài liệu cặn kẽ nói một chút. Người kia hít một hơi thật sâu nói, thiên ẩn tông tư liệu chúng ta giải cũng không nhiều, chỉ biết là các nàng toàn bộ tông phái đều là nữ tử tạo thành, mà lại gần như đều là đặc thù linh thể. Bán thần cường giả nghe nói có mấy chục người, tông chủ kia là nhưng so sánh cửu đế tồn tại, các nàng nhất tộc hận nhất nam nhân hừ hừ ta khuyên người vẫn là đừng đi tìm thiên ẩn tông coi như tìm được dám can đảm tự tiện xông vào hẳn phải chết không nghi ngờ tất cả đều là nữ nhân hận nhất nam nhân giang giật có chút kinh ngạc lập tức âm thầm thở dài một hơi tô như tuyết tại thiên ẩn tông nội ứng nên coi như an toàn bất quá nghĩ đến thiên ẩn tông nhiều như vậy bán thần xâm nhập các nàng địa bàn lập tức sẽ bị giết chết giang giật lại nhức cả trứng hắn nên như thế nào tìm kiếm tô như tuyết ha hắn lần nữa hỏi thăm một chút man hoang tuyết vực tình huống, kỹ càng hỏi gần nửa canh giờ, hỏi rõ rất nhiều tình huống, nhưng cũng có rất nhiều chuyện tình không có cách nào hỏi rõ ràng, bởi vì người này đã đổ máu quá nhiều chết đi, thiên ma tông tình huống cũng một chữ không nói. Man hoang tuyết vực lại có 10 đại tông phái, mỗi cái tông phái đều có bán thần còn có kinh khủng băng thú băng mị. Hắn đứng lên, tiện tay thả ra một đoàn cửu thiên long viêm đem người này thi thể đốt là cho tàn, lúc này mới kinh ngạc nhìn qua xa xa minh mông tuyết vực suy nghĩ xuất thần. Cái này ngang ngược tuyết vực so với hắn trong tưởng tượng nguy hiểm, một cái không tốt hắn có thể liền tô như tuyết mặt cũng không thấy, tự vĩnh viễn bị băng phong ở đây. Đi, hắn thân thể chậm rãi biến ảo, biến thành vừa rồi thiên ma tông đệ tử dáng vẻ, thân thể nhanh chóng hướng phía trước bôn tẩu mà đi, mặc kệ lại khó lại nguy hiểm, hắn nhất định muốn tìm tới tô như tuyết, nữ tử kia chịu quá nhiều cực khổ, hắn nhất định phải đưa nàng cứu trở về. chương 979, Ma Tinh, tuyết vực 10 tông, cái này chỉ là man hoang tuyết vực bên trong 10 cái lớn nhất tông phái. Trên thực tế, tuyết vực bên trong lớn nhỏ tông phái đạt đến mấy trăm cái, bất quá những cái kia không có bán thần tông phái là không có tư cách lên bảng. Những tông phái này tiên tổ năm đó đều là bị yêu tộc khu trục tới tuyết vực, khi đó trong đại lục yêu tộc hoành hành, rất nhiều người bị ép ly biệt quê hương bốn phía bỏ trốn, đằng sau huyền đế đem yêu tộc khu trục đi vô tận biển sâu, những này chủng tộc cũng tại cực bắc sinh sống đã quen, vẫn lan tràn đến. Đương nhiên, về sau đại lục cực bắc rất nhiều chủng tộc cũng đi đông hoàng đại lục nhao nhao chiếm đoạt một chút đại vực cũng có rất nhiều chủng tộc bị diệt tộc vĩnh viễn biến mất tại trong dòng sông lịch sử man hoang tuyết vực thiên ẩn tông là tuyệt đối bá chủ bất quá thiên ẩn tông không lẫn vào tuyết vực phân tranh tựa như cao cao tại thượng đế hoàng chỉ cần không ai trêu chọc các nàng các nàng hoàn toàn không rảnh để ý còn lại cửu cái tông phái thì chiếm đoạt tuyết vực sở hữu địa bàn tại tuyết vực con dân trong lòng kỳ thật tới gần đông hoàng đại lục số ngàn vạn dặm khối kia rộng lớn địa vực cũng không tính tuyết vực giờ phút này giang giật chỗ khu vực mới xem như chân chính tuyết vực bởi vì bên kia địa vực căn bản không có bất luận cái gì tài nguyên không có bất kỳ cái gì sinh mệnh là một mảnh đất cằn sỏi đá cũng tới gần vũ gia giả gia y ra địa bàn bọn hắn không muốn cùng đông hoàng đại lục con dân tiếp xúc cũng rất là bài ngoại bài ngoại về bài ngoại tuyết vực nội bộ phân tranh vẫn là cực kỳ thảm liệt mấy chục vạn năm đến Tuyết vực người tông ngoại trừ Thiên ẩn tông bên ngoài, còn lại 9 đại bá chủ toàn bộ đổi mấy vòng, mấy trăm cái tông phái vì tranh đoạt cái này 10 tông bá chủ địa vị chém giết mấy chục vạn năm, tử thương vô số, cũng có rất nhiều tông tộc triệt để bị diệt tộc. Hết thảy đều là bởi vì tài nguyên, càng xác thực một điểm nói, hết thảy đều là bởi vì thần sơn. Tuyết vực cực bắc có 9 tòa thần sơn, cái này 9 tòa sơn có được tự nhiên tụ linh đại trận, chỉ cần có thể tại trong núi lớn tu luyện, tốc độ sẽ tăng nhanh, càng đến gần đỉnh núi thiên địa nguyên khí càng nồng đậm trên đỉnh núi tốc độ tu luyện càng là có thể đạt tới phía ngoài mấy trăm lần giang giật giờ phút này hướng phía bắc chạy vội liền là muốn tìm tìm một tòa thần sơn thiên ma sơn hắn theo thiên ma tông đệ tử trong miệng đạt được một chút tin tức về sau có một cái ý nghĩ cái kia chính là trà trộn vào thiên ma tông bên trong nghĩ biện pháp trở thành thiên ma tông hạch tâm đệ tử hoặc là trưởng lão loại hình lại từ thiên ma tông tông chủ trong miệng được biết thiên ẩn tông tình báo cái này chân chính tuyết vực tới gần thiên tinh giới cực bắc không gian ổn định dị thường, hắn ở phụ cận đây độn thiên khoảng cách quá gần quá gần, cơ bản không thể nào tìm tới thiên ẩn tông. Mà lại tuyết này vực nội có vô số tông phái trùng tộc, hắn nếu là sông loạn, rất có thể sẽ bị vô số tông phái truy sát, cuối cùng dẫn xuất từng cái bán thần cường giả. Giống như luyện thần lô có thể tùy ý thúc giục lời nói, hắn có lẽ còn có thể cùng những này bán thần một trận chiến, hắn tinh thần chi lực toàn bộ sử dụng hết, bằng vào thực lực của hắn, hắn chỉ có thể diệt sát ngũ tinh cường giả, sở dĩ hắn chỉ có thể cẩn thận một chút, Điểm trọng yếu nhất, thiên ẩn tông phi thường cừu hận nam nhân, coi như hắn tìm được thiên ẩn tông, đoán chừng cũng là có một con đường chết. Sở dĩ hắn trước hết trà trộn vào thiên ma tông, triệt để thăm dò tuyết vực tình huống, lại chậm chậm mưu toan. Hưu, hắn biến thành thiên ma tông đệ tử dáng vẻ, hai tay rất rõ ràng biến thành hai cái long chảo, căn bản không phải nhân loại bình thường tay, trong mắt của hắn cũng có hắc quang lấp lánh, bề ngoài cùng vừa rồi kia thiên ma tông đệ tử giống nhau như đúc. Bởi vì người kia cũng không có tiết ra ngoài thiên ma tông tình huống, sở dĩ hắn chỉ có thể vì sông sông loạn, tìm kiếm thiên ma sơn. Ma tinh, bôn tẩu đại nửa ngày, hắn bên tai đột nhiên nghe được một tiếng tiếng kêu, tiếp lấy mặt đất bạo liệt, một tên cùng hắn bề ngoài rất giống, hai tay cùng dạng có chút sắc bén long chảo trung niên nam tử vọt ra, hiếu kỳ hỏi, người có thể gặp băng thú, băng mị. Không có, giang giật bắt trước người kia thanh âm, mập mờ nói ra, người tay tới rồi sao? Ai, không có a à? Trung niên nam tử lớn lên so giang giật biến thành thiên ma tông cường tráng nhiều, đầu vuông tai to, vừa nhìn liền biết là tên lỗ mãng, hắn khẽ lắc đầu trầm trầm nói, băng hải bên kia băng thú tương đối nhiều, đáng tiếc bên kia quá nguy hiểm, các tông phái quá nhiều người. Lần này chúng ta ra một cái băng thú băng mị đều không bắt được, trở về rất khó giao nhiệm vụ A, còn một tháng nữa thời gian, xem ra lần này chúng ta chỉ có thể bị khu trục hạ cửu trọng sơn. Cái gì cửu trọng sơn? Giang giật hiếu kỳ thuận miệng hỏi một chút, lời vừa ra khỏi miệng lập tức biết nói sai cái kia trung niên nam tử quả nhiên hồ nghi nhìn chầm chằm hắn hỏi ma tinh hẳn là đầu óc ngươi hỏng không thành ây đúng Giang giật đột nhiên thông suốt gật đầu nói ta lần này tao mộ một tên thiên thần tông người bị bọn hắn thương tổn tới linh hồn rất nhiều thời gian thoáng cái không nhớ nổi ta liền ngươi tên gì đều quên nhưng ta chính là cảm thấy ngươi quen thuộc giống như ngươi là ta một cái rất tốt huynh đệ nói nhảm trung niên nhân trợn trắng mắt nói ta là ngươi đường ca Ma tinh linh hồn ngươi thật bị đả thương cho ta xem một chút cái thằng trời đánh thiên thần tông, luôn luôn cùng chúng ta thiên ma tông đối nghịch. Sang giật vội vàng khẽ giật mình, lợi dụng huyễn ảnh thần thông đem linh hồn biến thành một mảnh bột nhão, người kia thần thức mò vào, bỗng chốc bị hù dọa, mở to hai mắt đầy mắt lo lắng nói ra, ma tinh. Ngươi linh hồn này làm sao biến thành dạng này ai nha nha, chúng ta nhất mạch chỉ có ngươi ta tối cường, ngươi bị bị thương thành bộ dạng này, về sau lực công kích yếu hơn, cái này nên làm thế nào cho phải a? À? nhìn thấy trung niên nhân thở dài thở ngắn mặt mũi tràn đầy thống khổ giang giật âm thầm mừng thầm xem ra người này là cái kẻ hồ đồ a ngay cả mình đường đệ đều sẽ nhận lầm mặc dù giang giật huyễn ảnh thần thông trở nên giống nhau như đúc nhưng giống như tỉ mỉ người nhất định có thể nhìn ra một chút mánh khóe giang giật cái này đầu óc bị kích hỏng ngược lại là một cái rất tốt lấy cớ giang giật dừng một chút cùng trung niên nam tử nói ra ngươi là ta đường ca khó trách ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc thật là thân thiết ngươi tên gì a à, chúng ta nhất mạch có người nào ngươi cùng ta nói một chút nhìn xem ta có thể hay không có thể nhớ lại cái gì đúng 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 trung niên nam tử vỗ đầu một cái hoàn toàn tỉnh ngộ nói ma tinh ngươi hảo hảo nghe rõ ràng ta là ngươi đường ca ma thiên chúng ta nhất mạch chỉ có bảy người chúng ta ra ra gọi ma hồn mười năm trước chết tại thiên thần tông trong tay phụ thân ngươi ma đủ phụ thân ta ma hà toàn bộ đều chết trận tam thúc ma sơn cũng tàn tật phế đi giờ phút này ngơ ngơ ngác ngác mẫu thân ngươi mà còn dế ba năm trước đây chết đi, nhà ngươi chỉ có ngươi một người. Cái này ma thiên quả nhiên là cái đại lão thô, Giang giật thuận miệng nói hắn đem rất nhiều chuyện đều nói cho Giang giật. Giang giật cũng cuồng hỉ không thôi, hắn cái thân phận này là tốt nhất ngụy trang, cùng cái này đại lão thô cùng một chỗ, cũng sự tình gì đều có thể hỏi rõ ràng. Điểm trọng yếu nhất, ma tinh trong nhà không có bất kỳ cái gì thân nhân, chỉ có ma thiên nhà hòa thuận hắn tam thúc ra có mấy người, hắn bị phát hiện khả năng phi thường thấp ma tinh ngươi nhớ tới không có ma thiên nói rõ chi tiết một lần về sau mở to hai mắt nhìn xem giang giật giang giật lắc đầu nói nghĩ không ra bất quá ta phụ thân cùng mẫu thân ngược lại là có chút ấn tượng đoán chừng linh hồn bị thương đi chậm rãi hội khôi phục đường ca ngươi đừng lo lắng Ừm ân cũng là ma thiên nghĩ nghĩ sẫm chân một cái nói ma tinh kia ngươi về nhà nghỉ ngơi an dưỡng đi băng thú sự tình giao cho ta ta cái này đi băng hải đi một chuyến nếu như chúng ta bị khu trục hạ cửu trọng sơn về sau tu luyện thì càng khó khăn. Khác đừng a à, nhìn thấy ma thiên muốn đi, giang giật vội vàng kéo hắn, ma thiên đi hắn làm sao trà trộn vào thiên ma tông đi vạn nhất để lộ nữa nha. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, đại ca, ta và ngươi cùng đi, nếu chết chúng ta cùng chết, ta linh hồn mặc dù bị thương, nhưng lần này cảm ngộ một chút mới thần thông, đoán chừng uy lực rất lớn, có thể nhẹ nhõm đánh giết băng thú. Ai, tốt ga à, người cái này tính tình chính là như vậy. Đi thôi, ma thiên gật gù đắc ý, trực tiếp hướng dưới mặt đất phóng đi giang giật cũng theo hắn đảo địa động vội vàng đuổi theo chỉ cần có thể đi theo cái này ma thiên một đoạn thời gian hắn có nắm chắc triệt để ngụy trang thành thiên ma tộc đệ tử đồng thời tại thiên ma tông bên trong nhanh chóng quật khởi